Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh Truyện Đam Mỹ Tiểu Muội. Hôm nay Tiểu Muội gửi đến các bạn bộ truyện Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống. Chương 71, tuy có cải trang, nhưng hoa văn và chất vải của quần áo họ mặc cũng không phải loại mà người thường dễ dàng có được. Bà chủ tinh mắt, vừa thấy họ bước vào đã lập tức tự ra tiếp đón, hai công tử muốn mua gì? Khương Ngộ nhìn Ân Vô Chấp, hắn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào bàn trang điểm của Thu Vô Trần, chắc chắn đã thích món nào đó rồi. Nhưng hắn lại hỏi, có Chu Sa không? Dường như đây cũng là lần đầu tiên bà chủ thấy có người vào tiệm son phấn hỏi mua Chu Sa, bà ta khó hiểu cái này chắc ở tiệm thuốc chứ. Khương Ngộ cũng thấy khó hiểu, y nói, lấy những loại son phấn tốt nhất ra đây. Được rồi, mời hai công tử vào trong ngồi trước đã, tôi đi lấy ngay đây à. Khương Ngộ được đẩy vào một góc trách bên trong, bà chủ rót trà cho họ rồi lại thăm dò, xin hỏi phu nhân nhà công tử đã bao nhiêu cái xuân rồi? Y đáp, mới vừa đôi mươi. Bà chủ lại hỏi, vậy ngày thường phu nhân thích dùng đồ trang điểm loại nào, đậm hay nhạt? Khương Ngộ, nhạt, Ân Vô Chấp, nhất định phu nhân là một người đẹp nhỏ nhắn dịu dàng. Bà chủ cười cười, công tử đợi nhé, tôi sẽ lấy cho ngài xem. Bà ta đi rồi, Khương Ngộ quay sang nói với Ân Vô Chấp, cứ chọn thoải mái, trẫm trả tiền. Ân Vô Chấp lườm y, ta đâu phải nữ giới, mua mấy thứ kia làm gì? Khương Ngộ nhìn hắn. Ân Vô Chấp, hắn đỏ mặt, Khương Ngộ nói, nam giới cũng trang điểm được mà, không cần ngại đâu. Ngại cái đầu ngươi, Ân Vô Chấp tức giận quay mặt đi. Bà chủ nhanh chóng mang ra những chiếc hộp được chạm trổ đẹp đẽ, đây là các món tốt nhất trong cửa hàng. Công tử nhìn hộp son này đi, chúng tôi phải chọn mời thợ giỏi trong mùa hoa đào nở để làm ra đấy, chỉ có một hộp duy nhất thôi. Ở mép hộp là những cánh hoa màu hồng nhạt, trên này còn khắc nổi hình chim én bay về tổ, ngụ ý rất tốt. Chắc chắn vô cùng hợp với phu nhân. Khương Ngộ thấy rất được. Bà chủ mở hộp ra, ngài nhìn chất son bên trong này, thợ mài rất nhẵn rồi lọc qua nhiều lần, không hề nứt hay vỡ chút nào, lại có mùi trái cây, nếu phu nhân mà bôi lên môi. Bà ta cười hai tiếng. Khương Ngộ giơ tay cầm lấy rồi khẽ ngửi, đúng là có mùi thơm hoa quả rất nhạt và hơi ngọt. Bà chủ ghé vào tai y nói nhỏ, ăn cũng không sao đâu. Ân tài rất thính Vô Chấp, hắn cục mi. Mím môi, vành tai đã đỏ ửng. Ân Vô Chấp, Khương Ngộ gọi, ngươi dùng thử xem. Bà chủ sững người, mãi mới hiểu thì ra, người đẹp nhỏ nhắn, đang đứng ngay bên cạnh, chưa kịp tiếp lời đã phải đón nhận ánh nhìn sắc như dao. Mẹ ơi, người đẹp nhỏ nhắn gì cơ chứ, rõ ràng là Diêm Vương mà. Công tử hãy thong thả ạ, có gì cứ gọi tôi sau ạ. Dứt lời, bà ta vội vàng chạy mất. Khương Ngộ lại gọi, Ân Vô Chấp. Ân Vô Chấp nghiêm mặt, thử cái gì mà thử, ta không dùng đâu. Khương Ngộ gọi, lại đây. Ân Vô Chấp chỉ đành bước tới chỗ y, vóc người hắn quá cao, khi tiến sát lại thì Khương Ngộ phải ngẩng đầu lên thật cao mới thấy được. Cũng may hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, có lẽ vì nội thương chưa khỏi hẳn nên dạo này sắc mặt Ân Vô Chấp chẳng mấy hồng hào, đôi môi cũng tái nhợt. Khương Ngộ giơ cái hộp kia lên, thử đi. Đã bảo ta không dùng đâu. Khương Ngộ, Ân Vô Chấp nhìn mặt y. Khi không lại tỏ ra ân cần, chắc chắn có ý đồ xấu xa. Khương Ngộ, chẳng phải người lúc nào cũng thế hay sao, đầu tiên đưa ta một quả táo để ta vui, sau đó giáng cho ta một đòn đau điếng. Hắn nhớ lại chuyện lúc trước, giận dỗi nói, thấy ta khóc vì người rồi lại cười vì người hệt như một tên ngốc, người có cảm giác mình rất thành công chứ gì. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chấm, Khương Ngộ nghĩ kỹ lại, nếu đứng trên góc nhìn của Ân Vô Chấp thì hình như cũng đúng. Y hỏi, thế còn mua không? Đây là lần đầu tiên Khương Ngộ mua đồ cho hắn. Đôi mắt Ân Vô Chấp đỏ ửng, người còn chẳng thèm giải thích nữa. Làm cũng đã làm rồi, còn gì mà giải thích, nghĩa là người mua đồ cho ta chỉ để bỏ rơi ta thêm lần nữa phải không? Ân Vô Chấp hỏi, cái này gọi là gì cơ chứ, bồi thường trước à? Không phải, Khương Ngộ nói, nếu trẫm muốn bỏ rơi ngươi thì còn lâu mới bồi thường cho ngươi. Bắt nạt Ân Vô Chấp thì Khương Ngộ có được lợi gì đâu. Trẫm chỉ muốn mua thôi, người bảo trẫm muốn bỏ rơi ngươi, đó là tại trẫm không quen với cơ thể này, trẫm chưa từng nghĩ tới chuyện đối xử tốt với ngươi rồi lại làm tổn thương ngươi. Dứt lời, Khương Ngộ bổ sung thêm, chỉ có một lần ở con sông đào kia là cố ý, trẫm đã giải thích rõ ràng với ngươi rồi. Ân Vô Chấp buồn bực, nghĩa là bây giờ, ta có thể hiểu là, người muốn ta vui. Biểu cảm trên gương mặt hắn dịu lại. Ân Vô Chấp cầm bàn tay y, người muốn ta vui nên mới mua đồ cho ta,
vì người quan tâm tới ta. Có lẽ vậy, Khương Ngộ đáp, ừm, Ân Vô Chấp vẫn chưa chắc chắn, thật sao? Ừm, vậy là ta thích vui bao nhiêu thì có thể vui chừng ấy, không cần nghĩ ngợi linh tinh. Ừm, nên ta cũng không cần lo đêm nay người sẽ lại tự sát. Khương Ngộ rất kiên nhẫn, ừm, sau này cũng sẽ không. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chấm. Khương Ngộ không thể nói chắc được, chấm cũng có điều muốn theo đuổi. Vậy thì người đồng ý với ta đi, người sẽ không để chuyện gì xảy ra trước khi hồi cung, đã lâu lắm rồi ta không được ngon giấc, ta. Ân Vô Chấp hơi nghẹn lại, bảo sao gần đây sắc mặt hắn không được tốt, nội thương cũng mãi không khỏi. Khương Ngộ con người coi giấc ngủ là hàng đầu thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ ấy, y đáp chấm đồng ý. Thật nhé, ừm, Ân Vô Chấp hoàn toàn yên tâm, khóe miệng lập tức cong cong, Khương Ngộ hỏi thế còn mua cái này không? Hắn rất muốn đáp là không, nhưng thực sự chẳng nỡ, bèn đáp mua. Thử đi, Ân Vô Chấp cũng rất muốn đáp là không thử, nhưng cuối cùng vẫn nói, người giúp ta nhé. Khương Ngộ cầm tay chấm, Ân Vô Chấp nghe lời, đầu ngón tay trắng nõn chấm vào hộp son, vệt hồng óng ánh, hắn cầm ngón tay ấy đặt vào môi mình, mở miệng ngậm lấy, cắn nhẹ. Khương Ngộ, bôi cho tử tế đi, Ân Vô Chấp dùng môi mân mê đầu ngón tay ấy, hàng mi đen dày khẽ chớp. Hắn nhẹ giọng, ta không nhìn thấy, không biết đã đều chưa. Chỉ mím mím thì dĩ nhiên không đều rồi. Màu son phơn phớt trên đôi môi tái nhợt, Khương Ngộ giật giật ngón tay để nhìn sắc hồng ấy dần chảy khắp, vẫn rất nhạt nhưng đúng như lời bà chủ nói, độ bóng rất đẹp và bám rất nhanh. Y nói, bôi thêm chút nữa đi. Ân Vô Chấp lại lấy ngón tay y quẹt chút son nữa, màu sắc dễ thương, đôi môi hắn cũng trở nên đầy đặn. Khí chất sắc bén của chàng thanh niên bị trung hòa. Nét thiếu niên lại hiện ra. Hắn để mặc cho ngón tay y miết qua miết lại, tới khi Khương Ngộ tự dừng mới hỏi, được chưa? Ừm, Khương Ngộ rụt tay lại, cùng lúc ấy Ân Vô Chấp bỗng chồm lên, đôi môi hồng kề sát môi y. Khương Ngộ bị đánh úp, đồng tử thoáng co lại, y nín thở. Bệ hạ, đôi môi kia khép mở ngay trước mắt, hàng mi Khương Ngộ run run, vô thức đáp, ừm. Loại son này quả thực có mùi trái cây, hình như là đào. Khương Ngộ chưa ăn đào bao giờ, y chỉ ngửi thấy mùi ngọt hòa với hơi thở của Ân Vô Chấp, nó khiến y choáng váng. Bệ hạ, Ân Vô Chấp nhìn y, người muốn nếm thử không? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chấm. Khương Ngộ đối diện với hắn, mãi một lúc lâu sau mới đáp, ừm. Đôi mắt Ân Vô Chấp sáng lấp lánh, hắn lùi lại, hương đào cũng theo đó mà đi mất, chẳng bao lâu nữa cây đào sẽ chĩu quả, lúc ấy ta đưa bệ hạ đi ăn. Khương Ngộ không tự chủ được mà nhìn theo đôi môi hắn. Y chưa ăn nhưng đã thấy đào trắng mịn treo lúc liều khắp những cành cây, có người nói chỉ cần cắn một ngụm là miệng sẽ đầy nước. Y hỏi, bao giờ? Rồi bệ hạ sẽ được ăn thôi. Ân Vô Chấp cất hộp son kia đi, đẩy Khương Ngộ ra ngoài, tìm bà chủ ở quầy trước để trả bạc. Lúc họ đi, bà chủ vẫn còn lén nhìn đôi môi hắn. Tâm trạng Ân Vô Chấp lập tức khá hẳn lên, thi thoảng lại mím môi người hương đào. Hỏi Khương Ngộ, giờ chúng ta đi đâu đây? Khương Ngộ vô thức miết ngón tay, vẫn đang nghĩ, quả đào sẽ có vị gì? Ngọt ư, có ngọt như nho không? Bệ hạ, ừm, bây giờ đi đâu? Mua chu sa. Món đồ Ân Vô Chấp đã hỏi ban nãy. Nụ cười trong mắt hắn như sắp tràn cả ra ngoài, được, đi mua chu sa. Mua xong chu sa rồi, Khương Ngộ thấy hơi buồn ngủ. Về đến chùa thì y đã thiếp đi, y cảm giác mình được bế lên. Cẩn thận đặt xuống võng, có người đưa võng, y lơ lửng như trên mây. Y bước ra từ hư vô, dần trông thấy một khoảng rừng trúc trong khói sương lượn lờ. Bên cạnh rừng trúc có một mái đình, ở phía bên kia của mái đình là một cây hoa quế. Một người trông rất giống y nằm dưới tàng cây, cạnh đó là một chú chó mực nằm úp sấp. Bỗng con chó kia vụt dậy, chạy xuyên qua cơ thể y, tiếp theo là một loạt những tiếng sủa nũng nịu y đã từng nghe thấy. Xuyệt, y xoay người. Nhìn thấy một thiếu niên với đôi môi hồng đầy đặn. Hắn vỗ vỗ đầu con chó mực, nhỏ tiếng thôi nào. Thiếu niên đi lướt qua y, bước tới cạnh người dưới tán quế. Bấy giờ hoa quế chưa nở, cành lá bóng bẩy xanh tươi, hoàn toàn che khuất ánh nắng mặt trời. Thiếu niên ngồi xuống, mở chiếc túi vải mình cầm theo, bên trong là những quả đào mật đã được rửa thật sạch. Một giọng nói uể oải vang lên, đã tới mùa đào ở chùa Thịnh Quốc rồi ư. Sao người biết là đào ở chùa Thịnh Quốc? Người là biết, người dưới tán quế mở mắt, nghiêng đầu nhìn thiếu niên, gương mặt dịu dàng. Người nhiều năm rồi chưa quay lại, chắc mới ăn lần đầu tiên nhỉ?
Nam Cương không có giống đào mỏng nước thế này. Ân Vô Chấp đưa cho y một quả, người kia bèn ngồi dậy nhận lấy, cắn một miếng. Hắn tỏ ra mong đợi, thế nào? Ngọt lắm, y cười híp mắt, phiền ngươi đi một chuyến rồi. Ân Vô Chấp nói, chỉ cần người muốn ăn, thần vượt ngàn núi vạn sông cũng được. Khương Ngộ bước tới ngồi xuống cạnh họ, nhìn quả đào đã bị cắn một miếng kia mà chảy nước dãi. Y cũng muốn nếm thử xem nó có mùi vị thế nào. Người trông rất giống y lại ăn thêm một miếng nữa. Khương Ngộ hút nước dãi lại, nói với Ân Vô Chấp, chấm cũng muốn ăn. Ân Vô Chấp nhìn Khương Ngộ, giơ quả đào tới bên miệng y, đợi y há miệng định cắn thì bất chợt rụt tay về rồi cười ha ha, không cho. Hắn cắn rồm rộp, chén sạch quả đào. Khương Ngộ, y sẽ không bao giờ để ý đến Ân Vô Chấp nữa. Ân Vô Chấp ngồi bên võng mà thấy Khương Ngộ cứ há miệng ra rồi ngậm lại, rồi còn chóp chép như thòm thèm lắm. Hắn do dự lấy khăn lau sạch chất lỏng khả nghi chảy ra từ khóe môi, vừa lau khô đã thấy y mở mắt. Ân Vô Chấp, người tỉnh rồi, có đói không? Khương Ngộ nhìn hắn một chốc rồi bắt đầu chờ mình trên võng. Y uốn éo qua lại, nhưng thứ nhất là võng không có điểm tựa, thứ hai là y cử động chậm gì gì, nên cái võng chỉ đung đưa chứ người nằm bên trên chẳng xoay được sang phía khác. Ân Vô Chấp ngồi nhìn, Khương Ngộ ra lệnh, lật chẫm sang bên kia. Hắn chỉ đành giơ tay ôm y dậy rồi lại thả vào, sau đó vòng ra đứng trước mặt y mà hỏi, sao thế? Khương Ngộ chôn nửa mặt trong võng, chỉ có một mắt nhìn hắn, ra sau lưng chẫm. Ân Vô Chấp chỉ đành vòng ra sau lưng y, hỏi lại, bệ hạ nằm thế có khó chịu không? Đúng là nằm nghiêng thì không thoải mái, nhưng Khương Ngộ không muốn để ý đến hắn. Cuối cùng Ân Vô Chấp cũng phát hiện, thiên tử giận rồi. Hắn, bệ hạ, là kẻ nào đã khiến bệ hạ tức giận? Khương Ngộ cũng biết giận cơ đấy. Tề Hãn Miểu hít một hơi sâu, rất đúng lúc giận ư. Lại có mộ tổ của một người khác ngoài thế tử ra bốc khói xanh à. Ân Vô Chấp sầm mặt, sát khí ẩn hiện trong mắt. Ngày ấy bị đối xử thế kia mà Khương Ngộ còn không giận hắn, thế mà bây giờ y lại giận kẻ khác. Đó là ai? Xứng làm y tức giận hay sao? Hắn lại vòng ra trước mặt y, người nói cho thần biết, thần đi dạy dỗ kẻ đó. Khương Ngộ nói, Ân Vô Chấp, Ân Vô Chấp ngoài mặt thì ra vẻ hiền lành, trong lòng đã mường tượng xong xuôi cảnh giết người giấu xác. Bệ hạ cứ nói đi, Ân Vô Chấp làm chấm tức giận, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chấm, sát khí biến mất một cách thần kỳ. Tề Hãn Miểu cảm thán, cuộc đời của thế tử gia thật là viên mãn quá đi. Chương 72 Khương Ngộ không muốn nhìn thấy Ân Vô Chấp nhưng lại lười chờ mình thêm lần nữa, bèn nhắm hai mắt lại. Một bàn tay xoa đầu y, không biết bao giờ tay Ân Vô Chấp mới khỏi, mới được tháo băng gạc. Mỗi lần Ân Vô Chấp dùng cái tay quấn băng kia chạm vào Khương Ngộ là một lần y nhớ tới chuyện bị hắn trả thù ở suối nước nóng ngày trước, rõ ràng cơ thể đã thành ra thế kia, thở thôi cũng nặng nhọc, nhưng vẫn còn sức để giày vò y. Ban đầu y nghĩ Ân Vô Chấp đang trả thù mình. Nhưng rồi lại dần phát hiện dường như không chỉ đơn thuần là trả đũa. Bệ hạ, giọng hắn vang lên bên tai, thần đã làm gì khiến người tức giận đây? Khương Ngộ không đáp, thần xin lỗi bệ hạ nhé. Có xin lỗi hay không là chuyện của Ân Vô Chấp, có chấp nhận hay không mới là chuyện của Khương Ngộ. Y mở một mắt, Ân Vô Chấp tỏ vẻ nghiêm túc cực kỳ, thần sai rồi, thần không nên khiến bệ hạ tức giận, xin bệ hạ rộng lòng đừng chấp kẻ tiểu nhân. Được không? Khương Ngộ quyết định không chấp nhận, y lại nhắm hai mắt. Bệ hạ, Ân Vô Chấp lay lay bờ vai y. Bệ hạ, tha thứ cho thần đi mà, hay ít nhất người cũng phải nói xem thần đã sai ở đâu chứ. Sau này thần sẽ thay đổi, à không, lỡ sau này thần lại không cẩn thận khiến bệ hạ tức giận thì phải làm sao đây? Hắn nói cũng có lý. Khương Ngộ chẳng muốn lúc há miệng chuẩn bị ăn đào thì lại cắn chúng vào không khí thêm lần nữa đâu. Y đáp đơn giản, trong mơ. Ân Vô Chấp không cho chậm ăn đào. Tề Hãn Miểu bỗng phấn chấn hẳn lên, bệ hạ muốn ăn đào à? Bệ hạ muốn ăn đào. Tề Hãn Miểu nói, khí hậu phía nam nóng nực hơn nên chắc đã có vài cây kết quả, nô tài sẽ đi khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, sai người mang đào về đây càng sớm càng tốt. Lão vui tới nỗi cuống cuồng, bảo đi là đi ngay, Ân Vô Chấp bước tới cản lại, công công sốt ruột làm gì, chẳng phải đào ở chỗ chúng ta cũng sắp kết quả rồi sao? Hoa đào chỉ mới vừa nở rộ, muốn kết quả thì phải đợi đến lúc hoa tàn, ít nhất là 7-8 tuần trăng nữa ấy chứ. Cũng có bao lâu đâu, lâu mà, Tề Hãn Miểu vội vội vàng vàng, nô tài phải nhanh chóng kiếm cho bệ hạ thôi,
lỡ đâu người lại hết hứng muốn ăn thì sao đây? Công công, công, Tề Hãn Miểu không quan tâm tới sự ngăn cản của Ân Vô Chấp nữa, lão ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, đụng phải Tà Võ Hầu đứng gác ngoài viện, công công có chuyện gì quan trọng thế? Nô tài phải tìm Đào cho bệ hạ, Định Nam Vương, Đào. Thưa vâng, nụ cười trải khắp khóe mắt đuôi mày lão. Đây là lần đầu tiên nô tài thấy bệ hạ muốn ăn một món gì đó đấy. Tả Võ Hầu vỗ đùi, tốt quá rồi. Vừa hay Đào ở quê ta chắc cũng đã kết quả, để Tả Hạo Thanh lo liệu đi, ta sẽ bảo nó giục ngựa đi nhanh về nhanh. Tề Hãn Miểu đang lo chẳng biết tìm Đào ở đâu, bèn đáp, cũng được, nô tài sẽ đi báo với Thái Hoàng Thái Hậu cho người vui. Tả Hạo Thanh rất giỏi cưỡi ngựa, để nó đi nhé, nhanh thôi. Tề Hãn Miểu vừa chạy đi vừa đáp, được rồi. Ân Vô Chấp thấy mình thực sự không ngăn nổi thì quay về chỗ Khương Ngộ, nói với y, bệ hạ chưa từng ăn đào nên chắc không biết, thực ra giống đào ngon nhất là ở chùa Thịnh Quốc này. Trẫm muốn ăn bây giờ. Chẳng biết Ân Vô Chấp nghĩ tới điều gì, hắn hỏi, ngay bây giờ sao? Y tò mò chết mất, rốt cuộc đào có vị gì, mùi có giống với mùi y ngửi được từ chỗ Ân Vô Chấp trong mơ hay không, lúc ăn thì sao, cảm giác nước đào ngập đầy miệng lưỡi là thế nào? Ân Vô Chấp nói, người đợi chút, hắn đi khuất khỏi tầm mắt Khương Ngộ, đứng trước tấm gương đồng, cụp mắt lấy hộp son kia ra. Ân Vô Chấp lo bị cha phát hiện nên đã giấu cái hộp này đi, tới khi đứng trước gương, xung quanh sáng rực, hắn mới phát hiện màu son khá quen mắt. Dĩ nhiên Ân Vô Chấp chưa từng nhìn lớp son kia khi được thoa lên môi mình, nhưng tại suối nước nóng trong hang sâu, hắn đã thấy trên cơ thể Ngọc Giao là hai chấm đỏ với màu sắc rất giống. Hầu kết Ân Vô Chấp chuyển động. Hắn nhanh chóng quay lại chỗ Khương Ngộ, giơ tay bế y từ trong võng lên. Y nhìn đôi môi hắn, Ân Vô Chấp có ngoại hình rất đẹp, nếu dùng từ ngữ của mấy ngàn năm sau mô tả thì sẽ là da trắng mặt xinh, màu son này chẳng những không có vẻ đường đột mà còn rất hợp với hắn. Hộp son này hẳn được làm bằng nước ép đào hái từ chùa Thịnh Quốc. Hắn đỡ vai Khương Ngộ, bàn tay trượt từ vai xuống eo, cúi sát lại. Bệ hạ nếm thử xem. Khương Ngộ ngửi thấy mùi đào quen thuộc. Y không nhúc nhích, Ân Vô Chấp đành chủ động áp môi mình vào môi y. Khương Ngộ chẳng biết thế này có được tính là ăn đào chùa Thịnh Quốc hay không, cằm y bị nâng lên, mỗi lần nhớ tới quả đào chưa gặm được trong mơ là nước miếng lại chảy. Chúng chảy ra, Ân Vô Chấp nhanh chóng nuốt vào. Khương Ngộ dần không thở nổi. Ân thú, giọng Định Nam Vương chợt truyền tới, mày đừng có mà ở lì mãi trong phòng. Biết rồi, đúng lúc Định Nam Vương tới trước cửa sổ, ngó vào bên trong. Ân Vô Chấp đang đứng quay lưng lại, chắn ngay trước võng, dường như thiên tử đang nằm ngủ. Ông nói, mày đừng ỷ được bệ hạ cương triều mà ngày nào cũng lì cái mặt ở đây. Ban nãy Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới lệnh cho Tả Hạo Thanh giục ngựa suốt đêm để về quê chọn đào ngon mang đến, giờ mày phải đi gác cổng chùa đấy. Con biết rồi, mày còn đứng đó làm gì? Ân Vô Chấp nhìn thiên tử với khuôn mặt không cảm xúc trong võng, bóp bóp cánh tay y con đang xoa bóp cho bệ hạ. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Thứ không có tiền đồ, Định Nam Vương vừa lầm bầm vừa nói, mặc khôi giáp vào rồi đi canh cổng mau. Dạ, cái đầu của Định Nam Vương biến mất khỏi cửa sổ. Ân Vô Chấp chậm chậm ngồi xổm xuống trước võng, giơ tay vuốt khóe môi Khương Ngộ. Quanh miệng y là một vòng tròn màu hồng nhạt do bị hắn hôn, gương mặt tinh xảo như ngọc tạc có vẻ dễ dãi như thể mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, trông lại cũng khá đáng thương. Ân Vô Chấp không nhịn được cười. Lại hôn một cái lên khóe miệng y, bệ hạ, ta phải đi gác đây. Khương Ngộ, Ân Vô Chấp đứng lên, lại tự nhủ, hay đợi bệ hạ dùng bữa xong rồi hẵng đi. Bữa tối hôm nay có tàu phớ ngọt, Ân Vô Chấp thì thích ăn loại mặn rồi cho thêm rau thơm và đậu phộng vân vân, Khương Ngộ thì ưa kiểu đơn giản, cứ dễ nuốt là được. Hắn cố tình không lau cái vòng màu hồng nhạt quanh mép cho y, vừa đút y ăn vừa thấy sao mình cứ như đang chăm em bé, không kìm lòng nổi. Lại hôn chụt một cái lên má Khương Ngộ. Son môi đã phai sạch từ nãy, nụ hôn này chẳng để lại dấu vết gì. Khương Ngộ vẫn cứ giữ nguyên gương mặt không chút biểu cảm, Ân Vô Chấp bèn hỏi y, bệ hạ thấy món đào ban nãy thế nào? Khương Ngộ chẳng biết mình có được coi là đã ăn hay không? Chắc là có nhỉ, dù sao trong lúc Ân Vô Chấp ngậm môi trên hoặc môi dưới của y, môi trên hoặc môi dưới của hắn cũng nằm giữa đôi môi y mà. Ân thú, Định Nam Vương lại tới thúc giục. Nhanh ra cổng chùa coi, Tả Hạo Thanh muốn gặp mày kìa. Vâng, Ân Vô Chấp đáp, để con đút bệ hạ ăn xong đã. Định Nam Vương định nổi nóng,
nhưng nhớ tới thân thế rõ là đáng thương của thiên tử thì lại cảm thông sâu sắc. Ông bèn hỏi, bệ hạ có cần lão thần đút người ăn không? Khương Ngộ chưa kịp trả lời, Ân Vô Chấp đã chen miệng, không được. Hắn sợ Định Nam Vương đi vào nên nhanh chóng lấy khăn lau bộ rìa mép hồng hồng kia đi, nào ngờ Định Nam Vương vào thật, ta đây hỏi bệ hạ, mày đừng có bép xép. Dứt lời, ông lại bước lên mấy bước, cung kính nói với Khương Ngộ, bệ hạ, bình thường lão thần cũng hay đút cơm cho phu nhân, thằng nhãi này hồi còn bé tí cũng do lão thần đút cơm nốt, người cứ giao cho lão thần đi. Khương Ngộ thì sao cũng được, Ân Vô Chấp sầm mặt, Định Nam Vương giật lấy cái bát trong tay hắn, đi thay khôi giáp rồi ra canh cổng chùa mau. Định Nam Vương trông thì thô kệch mà đến lúc động tay thì đúng là cẩn thận từng ly từng tí, ông múc một muỗng tàu phớ đưa tới bên miệng Khương Ngộ, chợt thấy có gì sai sai, bệ hạ, sao miệng người đỏ quá, có phải dị ứng với món ăn nào hay không? Tuy sắc hồng đã bị lau đi, nhưng vì da Khương Ngộ quá trắng nên ông vẫn nhìn thấy chút màu rất nhạt còn sót lại. Ông cúi sát mặt vào ngó thật kỹ, Khương Ngộ cũng không hề nhúc nhích. Ân Vô Chấp bỗng túm lấy vai cha mình kéo mạnh, cha, con vừa sực nhớ con có chuyện cần nói với bệ hạ. Chuyện gì, thì, là, nhất thời chưa nghĩ được, hắn bèn nói thẳng với Khương Ngộ, xin bệ hạ hãy cho mọi người xung quanh lui xuống hết, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Định Nam Vương nhìn khắp nơi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, mọi người xung quanh chính là ông chứ ai. Ông cười lạnh, mày có chuyện gì mà cha mày còn không được biết cơ à? Ân Vô Chấp nhìn Khương Ngộ với đôi mắt khẩn cầu, y liếc hắn một cái, nhạt giọng, lui ra. Định Nam Vương đế theo, nghe chưa, bảo mày lui. Ông phát hiện Khương Ngộ đang lẳng lặng nhìn mình, đành phải đặt bát xuống bàn, cung kính nói, thần xin cáo lui. Trước khi đi, ông còn lườm Ân Vô Chấp một cái cháy mắt. Cha rời đi cái là Ân Vô Chấp cầm lấy bát tàu phớ kia ngay. Hắn vừa đút Khương Ngộ ăn vừa nói, thần không muốn đi gác cổng chùa. Khương Ngộ nhìn hắn, Ân Vô Chấp mím môi, nghiêng đầu ho khẽ một tiếng, lần trước thần ngã vực nên bị thương nặng lắm, giờ vẫn chưa khỏe hẳn. Khương Ngộ nhìn môi hắn, đúng là sau khi lớp son bay hết thì màu môi lại tái hẳn, y đáp, ái khanh có ứng cử viên nào chưa? Một phút sau, một thái giám trẻ hớt hải chạy ra cửa viện, Tả Võ Hầu đang chơi cờ với Định Nam Vương thấy thế thì hỏi, có chuyện gì? Bẩm Võ Hầu, bệ hạ truyền khẩu dụ, Ân Thú trọng thương chưa lành, có lòng mà không đủ sức, chỉ sợ không thể đảm đương trọng trách trông coi cổng chùa. Định Nam Vương có vẻ bất mãn, mỗi tí thương tích thôi mà, gác cổng chùa thì làm sao? Võ Hầu nghi hoặc, bệ hạ có khâm điểm ai khác chưa? Bệ hạ nói để Định Nam Vương gác cổng, Định Nam Vương. Võ Hầu còn chưa kịp cười, thái giám kia lại nói tiếp, Võ Hầu cũng cùng đi. Nụ cười chưa kịp nở kia lại héo rũ. Đêm xuân, gió núi thổi vi vu. Định Nam Vương tuần tra quanh chùa, đụng phải Tả Võ Hầu với gương mặt sưng xỉa tới lần thứ ba thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa, thằng con bất hiếu này. Dường như Tả Võ Hầu cũng tìm được nơi chút giận, ông dạy được đứa con ngoan quá nhỉ, lại còn biết bạo lực quan trường cơ đấy. Định Nam Vương vặc lại, bạo lực quan trường là cái gì cơ chứ? Thế thì ta đổi câu khác, cậy sùng sinh kiêu, ỷ thế hiếp người, không chỉ dối gạt bề trên mà còn ăn hiếp người già nữa. Cái lão khu đế mất nết kia, nói gì đó, ông mới là lão khu đế mất nết, con trai ông giải quý phi kiều cho bệ hạ rồi thổi gió bên tai thế nào đây, ta, Võ Hầu của đại hạ, ông, công thần Bình Định phía nam, lẽ ra nên để chúng ta hầu bên cạnh bệ hạ mới phải. Trăm cay ngàn đắng bò lên trên rồi cuối cùng bị một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đuổi đi gác cổng chùa. Ông không uất ức à? Định Nam Vương, ông dò hỏi, nếu là Tả Hạo Thanh. Ta đánh gãy chân nó ngay lập tức, Tả Hạo Thanh đang giục ngựa bỗng hắt xì mấy cái, nhớ lại vẻ mặt Thái Hoàng Thái Hậu lúc giao nhiệm vụ cho mình, hắn ta bèn hít sâu một hơi rồi giơ tay chỉnh lại mũ máu. Tìm đào cho bệ hạ, loại đào thật ngọt, không được lẫn vị chua, hình thù thật hoàn hảo, cuống đào không bị lệch, màu cũng phải là hồng với trắng, tuyệt đối không được có sắc xanh. Đây là thứ quả đầu tiên thiên tử muốn ăn kể từ khi người mắc tâm bệnh. Tả Hạo Thanh. Tuyệt đối không thể để bệ hạ phải thất vọng. Hay, vó ngựa lộc cộc đi xa. Ở tiểu viện trong chùa, Khương Ngộ đã tắm rửa xong xuôi đang ngủ thiếp đi, y được truyền từ võng sang cái giường hai lớp đệm, cực kỳ mềm. Dĩ nhiên chúng là do Ân Vô Chấp làm ra. Hắn để xõa mái tóc dài, ngồi bên đầu giường, lấy hộp cao hương cầm đi từ chỗ Thu Vô Trần ra mà thoa chút ít lên cổ tay. Hắn xác nhận rồi, đúng là hắn đã mơ một giấc mơ sau cái ngày ngửi được hương cố nhân.
tuy lúc tỉnh lại chẳng nhớ gì nhưng dư vị đẹp đẽ thì vẫn còn đó. Bây giờ mường tượng lại, cõi lòng hắn vẫn thấy lâng lâng hạnh phúc. Xong xuôi, Ân Vô Chấp lại tới trước gương đồng, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một khi thay đổi dung mạo, hắn thực sự có thể giữ người ấy ở bên ư? Ân Vô Chấp, người đang nghĩ gì thế, mấy câu lừa đảo mà cũng tin. Đêm khuya tĩnh lặng, bên ngọn nến tàn, hắn cẩn thận cầm một cây bút nhỏ mà dè dặt chấm vào khóe mắt. Ánh nến lung lay, khuôn mặt trong gương cũng chập chờn sáng tối, chỉ độc sắc đỏ kia là rực rỡ như lửa. Bên ngoài có tiếng động, kẻ trước gương giật thót mình nhanh chóng bò lên giường, giấu nốt ruồi son nơi khóe mắt vào bên trong. Nếu kẻ khác biết, nhất định họ sẽ nghĩ hắn là đồ điên. Hắn che khóe mắt, lặng lẽ nhìn người đang say ngủ, bàn tay thoa hương cố nhân vuốt ve gò má Khương Ngộ, hơi thở của y nhẹ nhàng mà chậm rãi. Một chốc sau, Ân Vô Chấp vươn tay ôm y vào lòng. Môi kề môi, lần này Khương Ngộ đã ăn được quả đào mà Ân Vô Chấp đút cho mình trong mơ. Ngọt lịm, miệng tứa đầy nước, chương 73, hương thơm lan trong gió, dần bị mùi mực khuất lấp. Tứ điện hạ, tứ điện hạ, khi ấy là giữa hè, hoa quế vẫn chưa nở, cành lá xanh mướt mát. Y nằm trên cành cây quế ngàn tuổi, che mặt bằng một cuốn nghị chương, một nghe có người nhỏ giọng gọi mình. Một nghị chương, bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị, xã hội để cống hiến cho triều đình. Y nghe được nhưng không qua muốn để tâm, chỉ muốn giấu mình giữa tán lá dày, biến thành một phần của nó luôn thì càng tốt. Phía dưới có tiếng xào xạc, một bóng người trèo lên trên. Cái cây này thực sự rất xum xuê, tán lá che dợp cả bầu trời, những cành cây to hơn cả vòng eo người trưởng thành, với trẻ con thì kích thước của chúng lại càng lớn hơn. Đứa nhóc ấy ngẩng đầu nhìn y, rồi chậm chậm tới gần. Bị phát hiện ra rồi, không trốn được, y nhấc cuốn nghị chương lên, nghiêng đầu nhìn. Gương mặt đẹp vẫn còn nét trẻ con, nhưng đã lờ mờ thấy được cái vẻ hào hoa phong nhã sau này. Xin lỗi, đứa nhóc kia cất lời, thần làm phiền đến người rồi. Đúng không ạ? Đúng thế, Khương Ngộ thầm nghĩ vậy, nhưng vẫn tỏ ra ôn hòa, không đâu. Đứa nhóc đã yên tâm, bèn nói, dạo này điện hạ bận lắm ư. Sao người không tới quốc tử giám học? Giọng hắn đôi lúc vẫn còn khẩu âm, Khương Ngộ ngồi dậy rồi vuốt phẳng vạt áo mình, đáp, mẫu phi mời tiên sinh cho ta rồi. Sao phải mời tiên sinh riêng ạ? Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi lên gương mặt hắn nhờ làn gió nhẹ. Khương Ngộ suy nghĩ một chốc rồi nói, quốc tử giám quá đông nên tổng thể tiến độ hơi chậm, ta học một mình thì sẽ nhanh hơn đôi chút. Đứa nhóc thấp thỏm, hay là tại thần mãi chưa học xong tiếng phổ thông. Sao mà thế được, Khương Ngộ đáp, giờ ngươi đã giỏi lắm rồi. Đứa nhóc cúi đầu, chẳng được bao lâu sau đã không kìm được mà khoe khoang với y, hôm nay tiên sinh khen thần tiến bộ rất nhanh, khen thần đã đọc thơ rất sõi từng chữ một, tốt hơn hồi trước nhiều. Tiên sinh còn hỏi có phải thần lén tìm thầy giáo khác không nữa. Người rất giỏi mà, chỉ cần dám nói thì sẽ có tiến bộ thôi. Nhờ tứ điện hạ dạy bảo à? Khương Ngộ cười khẽ, góc nhìn của Tang Phê bị chia đôi. Một ở đó, ngồi bên Ân Vô Chấp thời ấu thơ, một nhìn xuống hai người từ trên cao như thượng đế. Đây là nguyên chủ, nhờ mùi hương kia mà y lại mơ về quá khứ của nguyên chủ, lần này, bên cạnh y còn có thêm Ân Vô Chấp ngày bé. Tiếng phổ thông của Ân Vô Chấp là do nguyên chủ dạy dỗ. Y lười nên chẳng muốn xem thêm, mùi hương nhanh chóng dẫn y xuyên qua dòng thời gian tới vài ngày sau đó. Nguyên chủ đi trên hành lang cung điện, bên cạnh là hai người khác đang cười nói, y yên lặng bước từng bước, trông thì có vẻ đang lắng nghe họ nhưng thực ra linh hồn đã bay lên 9 tầng mây. A Ngộ, nhờ trí nhớ của nguyên chủ, Khương Ngộ nhận ra người đang huýt y chính là Tề Vương Khương Minh. Đệ nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Có nghe những gì ta và thái tử ca ca vừa bàn luận không? Khương Ngộ ngẩng đầu, vô thức giấu cánh tay bị huých ra sau lưng, ân thú đánh tả hảo thanh. Đệ có nghe à, có chứ, dường như đây là một phản xạ có điều kiện, dù tâm hồn không hiện hữu nhưng thể xác y vẫn vô thức hòa lẫn với thế giới này. Sau đó thì sao? Khương Nguyên cười khẽ thấy chưa, ta nói rồi, đệ ấy vẫn nghe mà. Khương Minh đi vòng quanh Khương Ngộ. Danh mãnh nói, ân thú đánh tả hảo thanh, mà đệ cũng biết tính khí phu nhân võ hầu ra sao rồi đấy. Cùng lắm là chiều nay thôi, chắc chắn bà ta sẽ không nhịn được mà tới phủ định Nam Vương lý sự, sao nào, có muốn đi xem kịch vui không? Khương Nguyên nghiêng đầu nhìn mặt Khương Ngộ, A Ngộ đâu có giống chúng ta, đệ ấy không thích trốn đông người. Mới có bao nhiêu tuổi đầu,
Khương Minh túm vai Khương Ngộ, hoạt bát lên đi, chừng nào màn kịch kết thúc ca ca dẫn đệ đi ăn mấy món thật ngon. Sắc mặt Khương Ngộ tái mét, Khương Nguyên lập tức kéo tay Khương Minh ra, được rồi, đừng quấy rầy đệ ấy nữa, đâu phải đệ không biết quý phi quản nghiêm tới mức nào, đừng có hại đệ ấy. Thôi được, Khương Minh rụt tay về, bỗng nhéo má Khương Ngộ, không đi thật à? Hay lúc về ta mua bánh nướng cho đệ nhé. Cảm ơn Tam ca, ngoan, Khương Nguyên xoa đầu y. Họ chia hai đường, Tề Vương đi xa rồi mà vẫn còn hỏi, có cần gọi lão ngũ không? Đệ lại còn coi như đi xem kịch nữa. Phụ hoàng bảo chúng ta quan sát để xem có thể phân tích được tính tình và cách xử sự của các quan viên qua những mâu thuẫn giữa họ hay không cơ mà. Mệt chết đi được, đúng là làm út thì sướng nhất. Huynh đệ chúng ta đông, sau này sẽ đồng tâm hiệp lực, không phải sợ. Nguyên chủ đứng tại chỗ nhìn theo họ, giơ tay xoa bên mặt bị nhéo. Y không tự chủ được mà tựa người vào lan can, nhìn ánh mặt trời loang loáng trên mặt nước. Thi thoảng có cá chép màu xanh màu đỏ bơi qua, cái đuôi quẫy nước. Chỉ trong chớp mắt ấy, dường như y đã cảm nhận được năm tháng rộng dài. Một tiếng động lớn vang lên, y ngẩng đầu và thấy một bóng người đang giãy giụa trong làn sóng dập dềnh, cùng giọng kẻ hầu gào lên, có ai rơi xuống nước rồi. Y chưa biết chắc người đó là ai, cũng chưa biết chắc liệu mình có thể cứu kẻ này hay không, nhưng y đã quăng hết sách vở trong tay, vọt qua lan can mà nhảy xuống. Ngũ điện hạ, tứ điện hạ kìa, tứ điện hạ cũng rơi xuống nước rồi. Mọi người trên cầu đều hoảng loạn, y cảm nhận được rất rõ lực cản của nước mỗi lần mình khô tay, bơi tới bên cạnh người kia như một chú cá, quàng lấy eo hắn ta thật chắc rồi đẩy lên trên. Người kia đã nổi lên mặt nước, Khương Ngộ lại chỉ lẳng lặng chìm dưới đó, mở to hai mắt. Mái tóc dài uốn lượn như tàu biển, có vài sợi quẩn quanh trong tầm nhìn. Những con cá vừa hiện diện ở rất xa giờ lại gần trong gang tấc, chúng quẫy đuôi bơi qua người y. Khương Ngộ giơ tay. Thậm chí có con to gan cắn nhẹ lên đầu ngón tay y. Trong giấc mơ này Tang Phê quan sát nguyên chủ từ hai góc nhìn khác biệt, cố hiểu nguyên chủ đang nghĩ gì, nhưng y nhanh chóng phát hiện ra rằng. Người này chẳng nghĩ gì hết. Rõ ràng y có thể tự ngoi lên mặt nước nhưng lại chỉ yên lặng chìm dưới đó, mãi tới khi hơi thở cuối cùng cũng đã mất đi. Trong mơ, chẳng rõ ngày tháng là gì. Tang Phê nhìn thấy Diêu Cơ đang đầm đìa nước mắt, lúc cứu người con có nghĩ tới mẹ không? Con có mệnh hệ gì thì mẹ phải sống sao đây? Đứa bé này, sao con cứ mãi không hiểu? Nhảy, hình ảnh trong mơ dừng lại, rồi tan đi theo gió. Tang Phê lại nhìn thấy một người đàn ông, y cũng từng thấy kẻ này trong mộng, làn da rất trắng, mái tóc rất đen, gương mặt cũng trẻ trung vô cùng. Uống thuốc xong thì ăn một miếng mứt nhé Ngộ Nhi, thế là hết đắng, nào, con thử xem. Kẻ ấy đưa miếng mứt tới bên miệng Khương Ngộ, Tang Phê hiểu. Đây là khoảng thời gian sau khi Văn Thái Hậu vừa vào cung chưa được bao lâu, nguyên chủ thoát khỏi sự kìm kẹp của Diêu Cơ và được nuôi nấng trong cung nàng. Phụ thân của nguyên chủ có ngoại hình ôn hòa, nụ cười hiền lành và cũng thật ấm áp. Văn Thái Hậu ngồi cạnh đó cũng cất lời, Ngộ Nhi, phụ hoàng tự tay đút cho con này, ăn một miếng đi. Ban nãy mẫu hậu cũng đã nếm thử rồi, ngọt lắm, con vừa uống thuốc xong thì giờ ngậm một lúc là vừa. Nhưng nguyên chủ không nhận lấy, quá ngọt. Nhi thần không quen. Văn Thái Hậu biến sắc, vô thức ngước nhìn gương mặt tối sầm của tiên đế rồi vội vã trách móc, Ngộ Nhi, con nói gì thế, còn không mau xin lỗi phụ hoàng. Thôi, tiên đế ngăn nàng lại, trẫm có lỗi với Ngộ Nhi, con cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai phụ hoàng sẽ tới thăm con. Hắn cất bước ra ngoài, Văn Thái Hậu nhanh chóng nối gót, bệ hạ, Ngộ Nhi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, người. Nó giận dỗi cũng bởi nó coi trẫm là cha. Sao chấm có thể giận nó được? Tiên đế quay đầu nhìn, Khương Ngộ đã thả màn giường xuông. Văn Thái Hậu gượng cười, gương mặt hoảng hốt thoáng dịu lại. Tiên đế nói thêm, tình hình của thằng bé này không giống với những đứa khác, nàng nhớ phải kiên nhẫn với nó. Văn Thái Hậu vội vã gật đầu, một chất giọng quen thuộc lại vang lên cạnh đó, bệ hạ, Diêu Quý Phi mời người tới Điện Tử Vân. Tiếng nói dần đi xa, chẳng còn nghe rõ. Lúc này Tang Phê mới muộn màng phát hiện hóa ra Tề Hãn Miểu là tâm phúc mà tiên đế để lại cho nguyên chủ. Y muốn biết tiên đế tới Điện Tử Vân làm gì, dỗ con xong lại dỗ vợ ư. Nhưng y chỉ có thể ở lại trong màn cùng nguyên chủ, nhìn nguyên chủ im lặng nằm đó. Có sao nói vậy, cái dáng con mình này là vẫn chưa học được gì tinh túy từ Tang Phê đâu. Nhưng người ta cũng đâu phải Tang Phê, tiên đế bắt đầu thường xuyên tới tẩm cung của Văn Thái Hậu. Ngoài ra, một người khác cũng thường xuyên tới.
Chẳng còn nghi ngờ gì, đó chính là Ân Vô Chấp phiên bản nhí. Lần đầu tìm tới, hắn hỏi Khương Ngộ bằng đôi mắt đỏ hoe, thần nghe nói Tứ Điện Hạ ngã xuống nước vì cứu người ta, giờ Điện Hạ thấy thế nào rồi? Nguyên chủ đáp, ổn cả rồi. Ân Vô Chấp nhí dụi mắt, hắn ngày ấy thấp hơn bây giờ nhiều. Giờ hắn quỳ xuống là có thể tự cầm lên giường, còn ngày ấy, nếu muốn bám lên giường thì hai chân hắn chẳng thể chạm đất, nhìn từ đằng sau là thấy cái mông nhỏng lên, tư thế hơi buồn cười. Tang Phê tò mò nhìn hắn, và dường như Khương Ngộ cũng chú ý tới điều này, đừng khóc, ngồi đây đi. Ân Vô Chấp đứng thẳng dậy mà hỏi, thần được phép ngồi trên giường sao ạ? Hắn được chiều mà sợ, bò lên trên rồi ngồi thật ngay ngắn, nhìn y bằng đôi con ngươi đen lấp lánh, Tứ Điện Hạ còn tới Quốc Tử Giám học nữa không? Có chứ, vậy Tứ Điện Hạ dạy thần chơi cờ được không? Ngươi không biết chơi cờ sao? Biết một chút ạ, Ân Vô Chấp nhí nhanh miệng đáp, rồi lại nhỏ giọng, chẳng được bao nhiêu. Nguyên chủ đáp, được thôi, y tính vén chăn, Ân Vô Chấp nhí bèn hoạt bát nhảy xuống đất, để thần đi lấy bàn cờ. Năm ấy Khương Ngộ 10 tuổi, Ân Vô Chấp 8 tuổi, y cao hơn Ân Vô Chấp một chút. Hai người cùng ngồi khoanh chân trên giường, bàn cờ đen trắng đặt ở giữa, Ân Vô Chấp nhí thi thoảng lại lén ngước nhìn. Tang Phê, Tứ Điện Hạ, Ân Vô Chấp nhí hỏi, người có muốn ăn bánh hoa không? Một bàn tay cầm cái bánh hoa đưa tới bên miệng nguyên chủ. Trong đầu Tang Phê hiên lên một bàn tay to, chẳng biết đã lớn hơn bàn tay tí hon của quá khứ gấp mấy lần. Thì ra bàn tay ấy đã từng đút cho nguyên chủ. Tang Phê chuẩn bị bỏ qua đoạn ký ức này. Một bóng người bỗng vọt vào, Tương Vương phiên bản nhí cũng được nuôi trong cung Văn Thái Hậu hét lên, Ân thú, tránh xa tứ ca ca của ta ra. Bánh hoa rơi xuống bàn cờ, Ân Vô Chấp bé nhỏ cũng bị lôi xuống dưới, hắn và Tương Vương nhanh chóng lao vào nhau. Tang Phê quyết định, lần sau mà gặp Khương Duệ thì y sẽ thưởng cho hắn ta một. Hắn ta thích gì thì thưởng thứ đó. Lần cuối cùng nguyên chủ gặp mặt Ân Vô Chấp ngày bé đã là hơn một năm sau, hắn xăm xăm bước vào, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ. Nguyên chủ ngồi trước bàn cờ, ngước mắt nhìn hắn, nghe nói ngươi sắp theo Định Nam Vương tới Nam Cương. Thưa vâng, Ân Vô Chấp ngồi xuống đối diện y. Nguyên chủ nhìn hắn chốc lát, bèn hỏi, không muốn đi à? Nếu không muốn đi thì cứ ở lại kinh thành. Cha đặt tên thần là Ân Thú, ý nghĩa là trấn thủ Nam Cương, thần không thể phụ lòng cha được. Nguyên chủ cụp mắt, ngươi có thể làm những chuyện ngươi muốn, đừng sống vì người khác. Nhưng thần muốn sau này mình sẽ trở thành người có ích như Tứ Điện Hạ vậy. Ân Vô Chấp bé nhỏ nói bằng giọng buồn buồn. Với lại, không phải thần không muốn đi, chỉ là thần lưu luyến Điện Hạ thôi. Nguyên chủ khựng lại, thần nghe nói Tứ Điện Hạ thường lấy giúp người làm vui, được gọi là tiểu thánh nhân, thần cũng muốn trở thành một thánh nhân như Điện Hạ. Những ngón tay thon trắng hạ quân cờ. Nguyên chủ nói, ngươi mà học theo ta thì không trở thành thánh nhân được đâu. Ân Vô Chấp nhí ngơ ngẩn chẳng hiểu gì, hắn được sinh ra ở Nam Cương, vừa tới kinh thành chưa được bao lâu nên cũng chẳng đọc nhiều sách, bèn vô thức hỏi, vậy phải làm sao để trở thành thánh nhân? Thánh nhân vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thất. Nghĩa là thánh nhân không có chí nên không thất bại, không có chấp niệm nên chẳng mất gì. Thần không hiểu, đừng mong muốn gì, cũng đừng sinh chấp niệm vì bất cứ thứ gì và bất cứ ai. Ân Vô Chấp nhí chẳng nghe rõ, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ xong xuôi, Tứ Điện Hạ là thánh nhân, thần cũng là thánh nhân, sau này chúng ta cùng mọc cánh thành tiên, trẻ mãi không già, vậy thì có thể bên nhau mãi mãi rồi. Đôi mắt đen láy của hắn như phát sáng, ánh nhìn đầy mong đợi, phải một lúc lâu sau mới nghe được tiếng đáp, Trước khi đi, Ân Vô Chấp quay người nhìn Khương Ngộ, vui vẻ hỏi, Vô Chấp cố vô thất. Vậy từ nay thần đổi tên thành Vô Chấp nhé, nghe có hay không? Nào có ai tự đặt tên cho chính mình, vậy thì thần sẽ nói đó là do Tứ Điện Hạ ban cho. Ân Vô Chấp thản nhiên đáp, đến khi lớn, đã thành tài, thần sẽ quay về tìm Điện Hạ, cả đời phụng sự cho Điện Hạ. Không cần đổi tên, thần thích, thích Điện Hạ, ban tên cho thần. Gió thu thổi, hương quế ngọt ngọt, Ân Vô Chấp nhỏ bé nhìn nguyên chủ không chớp mắt, mãi đến khi. Nhảy, gì cơ, nhảy, Ân Vô Chấp đã tỉnh dậy. Hắn chần chừ ôm Khương Ngộ lên, thiên tử thay đổi rồi, chẳng theo hướng tích cực được là mấy mà lại còn nhiễu sự hơn, mới sáng sớm đã bắt người ta ôm nhảy. Hắn cau mày, nhảy từ bên này sang bên kia, rồi lại nhảy từ bên kia về bên này. Khương Ngộ tỉnh vì sốc này, y liếc cái là thấy nốt ruồi son dưới khóe mắt Ân Vô Chấp. Khương Ngộ, y thẳng thừng ngửa đầu ra sau, đôi mắt tĩnh lặng,
chẳng khác nào một thi thể chết không nhắm mắt. Giọng nói mừng rỡ của Tề Hãn Miểu từ ngoài kia vọng vào, Thái Hoàng Thái Hậu có lệnh, Phật Tổ hiền linh, cuối cùng tâm bệnh của bệ hạ cũng đã có chuyển biến tốt, chúng ta cần lập tức chuẩn bị để ngày mai khởi hành về cung. Lão bước vào phòng, nụ cười tắt ngấm, Tề Hãn Miểu chậm chậm đi tới, cẩn thận nâng đầu thiên tử dậy, vì quá nhẹ tay nên cái đầu y lại thõng xuống, thậm chí còn hơi đung đưa. Ngoặc kép chấm chấm chấm, sao thế này, lão lại nâng đầu thiên tử dậy thêm lần nữa, xót xa hỏi, bệ hạ ơi, người sao thế? Chương 74, Khương Ngộ lại được thả xuống giường, đôi mắt trong veo khiến y trông chẳng khác nào một con rối tinh xảo như thật. Y thích ủ ê là cứ thế ủ ê từ sáng sớm tới chính ngọ, chẳng thèm uống lấy một ngụm nước chứ đừng nhắc tới chuyện ăn cơm. Tề Hãn Miểu xót ruột, hay nô tài đi bẩm với Thái Hoàng Thái Hậu, để chúng ta ở lại đây thêm vài ngày nữa. Ân Vô Chấp nói, nên về cung càng sớm càng tốt thì hơn. Về sớm để sớm ngày xử lý chuyện của Diêu Cơ, chừng nào chuyện này chưa được giải quyết thì trong lòng y vẫn còn khúc mắc chừng ấy. Tề Hãn Miểu thấy Khương Ngộ không ý kiến gì thì gật đầu, để nô tài đi đổi một mâm cơm nóng khác cho bệ hạ vậy. Lão đi rồi, Ân Vô Chấp bèn ôm Khương Ngộ ra khỏi phòng, mới một đêm mà hoa đào trong sân đã bung nở thêm nhiều. Hắn nói, trời âm u thật, chắc tối sẽ mưa. Khương Ngộ không đáp, hắn bèn nâng cằm y, thấy không, toàn là mây đen kìa. Hàng mi Khương Ngộ khẽ run, cuối cùng y cũng có chút phản ứng. Đúng như lời Ân Vô Chấp nói, bầu trời tăm tối và âm u. Thực ra không phải đám mây nào cũng đen kịt mà có chỗ đậm và có chỗ nhạt, xa xa vẫn còn một tảng mây khổng lồ đang được gió thổi tới gần. Ân Vô Chấp vừa vào cung chưa được bao lâu đã phát hiện ra rằng Khương Ngộ thích ngắm bầu trời, nếu không ai quấy rầy thì y có thể ngồi trên hành lang hơn một canh giờ mà không biết chán. Hắn xoa đầu y, bệ hạ. Nếu có chuyện gì không vui thì kể thần nghe nhé. Khương Ngộ thấy mình chẳng có gì không vui, y chỉ ủ ê thôi mà, ủ ê là chuyện thường ngày của một tên lười không thiết sống, chẳng cần nguyên nhân. Ân Vô Chấp ngồi xổm xuống, do hôm qua thần ôm bệ hạ quá chặt, nên người mới thấy không thoải mái ư. Không phải, tuy bản năng của TP là vô thức kiếm tìm những tư thế thoải mái nhất, nhưng thực ra bình thường có khó chịu thì y cũng chỉ nằm ườn ra đó mà chấp nhận. Cái gọi là thoải mái không khiến y vui, cái gọi là khó chịu cũng chẳng khiến y phiền lòng. Ân Vô Chấp lấy hộp son ra rồi hỏi, bệ hạ có muốn thứ này nữa không? Những hoa văn chạm khắc tinh xảo hiện lên trước mắt Khương Ngộ, nhưng cũng chẳng gợi nổi chút hứng thú nào ở y. Y vô thức nhớ lại màu son trên môi Ân Vô Chấp khi ấy, và cả khoảnh khắc giữa những nụ hôn. Khương Ngộ thấy rất thoải mái tới độ y thấy thích, nhưng thực ra nếu không có thì cũng chẳng sao. Y rất tò mò muốn biết hương vị của đào, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không được ăn thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì, chuyện xuyên nhanh. Nếu cứ vậy mà chết đi, quay lại với thân phận du hồn, y cũng sẽ không nuối tiếc. Ân Vô Chấp cất cái hộp, nhìn Khương Ngộ chốc lát rồi kéo ghế tới ngồi cạnh y, hôn lên má y một cái, khẽ gọi, bệ hạ. Lại thêm một cái nữa, bệ hạ ơi, hôn từ má tới môi, bệ hạ ơi, nhìn thần đi này. Cuối cùng hắn vẫn phải tự tay xoay đầu Khương Ngộ về phía mình. Đôi mắt long lanh ấy lại quay về với nét tĩnh mịch, dường như hết thảy hôm qua chỉ là giấc mộng của mình hắn mà thôi. Trong lòng Khương Ngộ, hắn vẫn chỉ là một người chẳng quan trọng là bao. Bệ hạ, Ân Vô Chấp há miệng, muốn nói gì đó để lung lạc y. Nhưng hắn phát hiện mình chẳng thể tìm được câu chữ có thể khiến y siêu lòng. Khương Ngộ rất ít khi dao động vì bất cứ thứ gì, người cũng vậy mà vật cũng thế. Rõ ràng hôm qua hắn cảm nhận được rằng Khương Ngộ thích hắn, có cảm xúc dành cho hắn, nhưng chỉ mới một đêm trôi qua mà mọi rung động đều đã biến mất. Ngày mai chúng ta sẽ về. Hắn nói, lát nữa người đi ngâm mình rồi nghỉ ngơi cho thật tốt nhé. Đến giờ ăn tối, cuối cùng Khương Ngộ cũng thấy đói bụng, bèn miễn cưỡng ăn mấy miếng đậu phụ. Ân Vô Chấp lập tức sai người chuẩn bị nước nóng, trong chùa không có ao ngâm mình thì để hạ nhân khiêng thùng gỗ to tới. Tiếp đó hắn chính tay cởi xiêm y cho Khương Ngộ, thả y vào. Khương Ngộ duỗi thẳng hai chân trong cái thùng lớn rồi chậm chậm trượt xuống, một bàn tay nâng đầu y dậy, chật lắm, không thả mình được đâu, cẩn thận sặc đấy. Ân Vô Chấp cầm gối gỗ đệm sau gáy y, nâng mái tóc mượt dài, cha ta cũng thường giúp mẹ vấn tóc, ngày trước ở Nam Cương ông ấy còn tự tay đóng một chiếc thùng gỗ tắm cho riêng mẹ, thêm cả một cái gối gỗ nổi trên nước thế này nữa. Khương Ngộ có từng nghe rằng mối quan hệ giữa vợ chồng Định Nam Vương rất tốt, có lẽ bởi Định Nam Vương si tình nên mới nuôi được một đứa con có chấp niệm sâu nặng như Ân Vô Chấp.
Khương Ngộ không để tâm tới Ân Vô Chấp, hắn cũng chẳng giận, chỉ xắn tay áo lên rồi lấy khăn mặt lau người cho y, bệ hạ chỉ không quen làm người thôi, sau này quen rồi thì sẽ thấy làm người rất tốt. Sau này ta sẽ mãi ở bên bệ hạ, như cha ở bên mẹ vậy. Ân Vô Chấp nhìn y, Khương Ngộ chỉ rũ mắt ngắm bàn tay hắn chìm trong nước. Bàn tay Ân Vô Chấp rất đẹp, lúc ngâm trong nước lại càng trắng, màu gần giống với làn da trên đầu gối y. Đều ửng hồng vì nước nóng, Ân Vô Chấp thấp giọng, phải kỳ sạch từng ngóc ngách mới được. Khương Ngộ, y dài, Ân Vô Chấp ngước lên, cuối cùng bệ hạ cũng đáp lời thần rồi. Khương Ngộ muốn đứng lên nhưng kích thước cái thùng chỉ vừa đủ để duỗi chân, hệt như y bị chôn chặt bên trong, muốn đứng thì phải víu lấy miệng thùng mà gượng dậy. Y lười, bèn ra lệnh, đừng cử động nữa. Cái tên hoàng đế mì sợi này, đã lười chải thây mà còn khó tính khó nết. Ân Vô Chấp không thèm nghe. Khương Ngộ, Ân Vô Chấp, ngón chân y dần giật, cơ thể hơi nổi lên rồi lại bị Ân Vô Chấp túm mắt cá chân kéo xuống. Khương Ngộ, bệ hạ coi thần là gì? Một chân Khương Ngộ duỗi thẳng ra, một chân khác gập vào, y đột nhiên đạp một cái rồi nhíu mày, Ân Vô Chấp. Đối với bệ hạ, Ân Vô Chấp là gì cơ chứ? Ân Vô, giọng y ngắt quãng bởi một tiếng rên nhẹ nhẹ, đôi mắt rưng rưng. Ân Vô Chấp hỏi, là gì? Còn người hắn sẫm lại, cơn run rẩy quen thuộc lan khắp cơ thể Khương Ngộ, đầu gối y khép lại rồi mở ra, hai mắt long lanh chìm trong làn sương như đang mê mẩn, người muốn, là gì? Bóng tối phủ trùm trước mắt, Ân Vô Chấp nhìn xuống y từ trên cao, thần muốn ở bên bệ hạ tới khi đầu bạc răng long. Người muốn, làm, hoàng hậu, ngón tay Khương Ngộ miết lên ván gỗ, giọng không kìm nổi mà run run. Người đầu phải phụ, Một phút sau, hoàng đế mì sợi được ôm về giường. Đôi mắt díu lại vì buồn ngủ cũng dần mông lung. Rốt cuộc hiểu biết của y với loài người vẫn còn quá nông cạn, y tưởng chỉ khi hoạt động thì mới thấy mệt mỏi. Giờ lại phát hiện bị người ta hoạt động hộ cho còn mệt hơn nữa. Ân Vô Chấp chống tay đè trên người y, cúi xuống hôn má y một cái, bệ hạ muốn ngủ nữa sao? Hừ, cuối cùng cũng thấy chút biểu cảm giống người xuất hiện trên mặt y, Ân Vô Chấp vuốt thái dương ướt nước của Khương Ngộ, hài lòng nói, bệ hạ đồng ý cho thần làm hoàng hậu đi. Khương Ngộ thở phì một cái, không đồng ý cũng được, Ân Vô Chấp nói, chỉ cần được hầu bên bệ hạ, thần không để ý danh phận đâu. Khương Ngộ mơ màng nghĩ, Ân Vô Chấp đã ở bên y lâu tới vậy, dường như hắn chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Sau sự kiện Quý Phi Kiều hắn phải chịu bao lời bóng gió, nhưng cũng chẳng ép y phải ra mặt. Ân Vô Chấp thích một người đến thế, chắc mệt lắm nhỉ. Một canh giờ sau, Khương Ngộ không còn nghĩ vậy nữa. Y chỉ thấy càng lúc càng mệt, y ngủ thiếp đi, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh lại bởi tiếng động bên ngoài. Đúng như Ân Vô Chấp đã nói. Ngoài trời bắt đầu mưa, trong cơn mưa xối xả còn có tiếng sấm vang rền, trận mưa này rất lớn, người nằm cạnh y nhanh chóng ngồi dậy. Khương Ngộ không nhúc nhích, Ân Vô Chấp vểnh tai nghe. Giọng ai đứt quãng vang lên trong tiếng sấm chớp đùng đùng, có thích khách. Tiếp đó là âm thanh đao kiếm va chạm, Ân Vô Chấp nhanh chóng mặc quần áo, hắn nhìn Khương Ngộ, đôi chân rợm bước ra ngoài chợt dừng lại. Khương Ngộ hiểu, hắn đang lo cho Định Nam Vương. Dù sao thích khách đã vào chùa. Lạc quan mà nói thì có thể chúng đã lẻn vào nên những người trông coi chưa phát hiện, còn nếu nghĩ theo hướng bi quan thì là Định Nam Vương và Võ Hầu có thể đã bị thương. Sấm chớp rền vang, cả tháng trôi qua bình an vô sự, lại thêm ngày mai sẽ về cung, đêm nay ít nhiều gì cũng sẽ có người lười biếng hơn đôi chút. Đám thích khách này cũng biết chọn thời điểm lắm chứ. Ân Vô Chấp đi qua đi lại, hơi thở dồn dập. Tiểu viện này rất yên tĩnh, hắn đoán phần lớn hỗn loạn nổ ra ở bên Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng ngoài sân đã thấy tiếng vũ khí leng keng càng lúc càng gần, có lẽ là Thái Hoàng Thái Hậu phát giác chuyện lạ, sai người tới bảo vệ Khương Ngộ. Hắn bước ra ngoài thật nhanh để hỏi xem đã có chuyện gì, vừa đến cửa phòng đã bị một bóng đen đánh úp, Ân Vô Chấp tay không tấc sắt, nghiêng đầu né đi. Đúng lúc ấy, vài bóng người khác vọt tới, nhanh chóng tấn công kẻ kia. Ám vệ của Khương Ngộ đeo mặt nạ còn thích khách thì che mặt bằng vải đen, rất dễ phân biệt. Nhưng số lượng những kẻ che mặt cũng càng lúc càng nhiều. Quan binh mới tới ngoài cửa cũng bắt đầu tham chiến. Mưa rơi ào ào khiến màng nhĩ con người đau nhức, Ân Vô Chấp nhanh chóng lui về phòng, tới bên giường. Từ khi hắn ra cửa rồi bị đâm tới nay chưa quá nửa khắc đồng hồ, nhưng người nằm trên giường đã chẳng còn thấy bóng. Khương Ngộ đang bị kẻ khác cõng, chạy thật nhanh giữa màn mưa. Y mệt mỏi khủng khiếp,
trong lòng chỉ toàn những lời nguyền rủa. Thích khách lần này đúng là ngu dốt, muốn bắt cóc y nhưng không biết phá cửa sổ mà vào. Rõ ràng Ân Vô Chấp vừa ra ngoài là tên này đã đứng lù lù cạnh cửa sổ, nhưng chẳng biết nghĩ ngợi cái gì lâu lắc mà còn phải đợi y tự mặc quần áo rồi mở cửa sổ mới ra tay. Triệu Trừng cũng đang thấy hoang mang. Năm ấy Triệu Trừng từng so chiêu với Khương Mộ nên biết rõ y rất giỏi võ công, hắn ta còn đang định ném Huân Hương vào từ cửa sổ để y ngủ rồi mới ra tay, không ngờ y ngớ ngẩn thế nào lại tự mở cửa, đúng lúc chạm mặt. Xem ra tên khổ môn đó không phản bội, Khương Mộ mắc hội chứng rối, hiện giờ y yếu ớt như một đứa trẻ con. Hắn ta lau nước mưa trên mặt, Khương Mộ đã choáng cả đầu, y nhanh chóng ngủ thiếp đi. Y tiếp tục tỉnh lại vì cơn mưa ồn ào đã đi xa. Có người đang nói, ngụy trang cửa vào cho kỹ, cô không muốn dấu chân của bất kỳ kẻ nào khác xuất hiện tại đây. Khương Ngộ bị ném thẳng xuống đất nhưng chỉ thản nhiên co người lại, mềm nhũn như một cọng mì. Cả người y ướt sũng, ban nãy lại bị Ân Vô Chấp này kia mà lúc đứng dậy thì chỉ khoác áo ngoài, một phần chân tức khắc lộ ra. Triệu Trừng nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn kia chốc lát, xách y lên, quăng thẳng xuống suối nước nóng trong hang động. Khương Ngộ chưa kịp chuẩn bị gì đã phải uống nguyên một ngụm nước lớn, muốn ho nhưng lại càng có nhiều nước ùa vào xoang mũi hơn, y mất kiểm soát mà há miệng, cả cơ thể trở nên phấn chấn. Sắp chết rồi, cuối cùng cũng sắp chết rồi. Dù tên thích khách này là ai thì hắn ta cũng đã giúp y quay lại làm du hồn, sau khi tới gặp Ân Vô Chấp, nhất định y sẽ quay về cảm ơn cả nhà hắn ta. Trên bờ, Triệu Trừng đang chuẩn bị thay quần áo nhìn Khương Ngộ với ánh mắt hoang mang. Cái hội chứng con rối này hóa ra thực sự có thể khiến người bệnh đánh mất ham muốn sống sót. Hắn ta chưa cởi hết một nửa đã phải thò tay túm Khương Ngộ lên, nhưng y đã trôi từ phía này sang phía kia, Triệu Trừng không bắt được, chỉ đành nhảy xuống mà dùng cả hai tay ôm y nổi lên mặt nước. Gương mặt Khương Ngộ đã hơi tái xanh vì nghẹt thở. Lông mày Triệu Trừng giật giật mấy cái, đặt y nằm cạnh bờ ao, đỡ lưng y dậy rồi dùng nội lực ép ra hết nước trong phổi. Khương Ngộ đã cảm nhận được linh hồn mình đang rời khỏi thể xác nhưng rồi lại đột ngột bị túm về, y ho ra mấy ngụm nước. Người đâu, gọi khổ đại y. Triệu Trừng đỡ Khương Ngộ, mặt sầm xuống. Lấy cả một bộ quần áo sạch tới đây, đừng để nó nhiễm cảm. Hắn ta cúi đầu nhìn Khương Ngộ, sắc mặt lại càng âm u hơn nữa. Triệu Trừng vốn muốn bắt y để đổi lấy mẫu thân, tiện thể hạ nhục một phen, nhưng giờ thì... càng nghĩ càng giận, chán hắn ta nổi cả gân xanh. Khương Ngộ cũng chẳng ngờ mình không chết nổi dưới tay thích khách, y mệt không chịu được, quyết định rơi vào trạng thái say ngủ. Khi cốc yến đến, Khương Ngộ đã được thay quần áo sạch, nằm trên giường Triệu Trừng. Triệu Trừng thì đang khoanh tay đứng cạnh giường, nhìn y không chớp mắt. Đôi mắt cốc yến thoáng sẫm lại, hắn ta khom người, tham kiến điện hạ. Nó đang ngủ, Triệu Trừng mở miệng, gương mặt vặn vẹo mang vẻ phẫn nộ đầy bất lực, cố kiềm chế mà nói tiếp. Nó dám ngủ ngay trước mắt thái tử nước địch là cô đây. Cốc Yến yên lặng bước tới, liếc nhìn Khương Ngộ, nhói lòng, đúng là đang ngủ ạ, lại còn ngủ rất ngon. Lời tác giả, Tang Phê, các ngươi vô tích sự thế. Triệu Trừng, A Chấp, xin hãy tôn trọng kẻ địch một chút đi, bệ hạ. Chương 75, mưa rơi suốt đêm, tới sáng hôm sau vẫn chưa dứt. Mới sáng sớm mà Khương Ngộ đã bị người ta gọi dậy, y mơ màng mở mắt. Đối diện với một đôi đồng tử rất quen. Rất quen, bởi y sẽ thấy chúng mỗi khi nhìn vào hình phản chiếu trong gương. Ân Vô Chấp nói đúng, nếu chỉ nhìn đôi mắt, hẳn sẽ không ai nghi ngờ đó không phải Khương Ngộ. Y nhanh chóng ý thức được đây là người anh cùng mẹ khác cha của nguyên chủ, thái tử nước địch, Triệu Trừng. Dậy rồi à, Triệu Trừng hỏi, đói không? Y nhớ tới Ân Vô Chấp, bởi hắn cũng thường hỏi câu này. Hẳn ngươi phải biết ta là ai? Triệu Trừng nói, 4 năm trước chúng ta từng giao đấu, nếu không nhờ ngươi, Tề Vương cũng chẳng bắt được ta. Bảo sao hắn ta oán giận nguyên chủ đến thế, thì ra chuyện hắn ta bị bắt trước đây cũng có nguyên chủ góp công. Khương Ngộ ngẫm nghĩ đôi chút, cất giọng, Triệu Trừng. Gọi ca ca thì hợp hơn đấy. Kẻ địch, Triệu Trừng nở nụ cười, ngươi vẫn còn biết ta là kẻ địch cơ à. Hắn ta thấy trong đôi mắt Khương Ngộ có vẻ oán hận. Bèn nhanh chóng đứng dậy rồi nói tiếp, ta mời ngươi tới đây. Bát, cô bắt ngươi tới đây. Triệu Trừng không nổi giận, là muốn ngươi hợp tác để cứu mẫu thân ra ngoài. Không, nếu ngươi từ chối, cô sẽ... Hắn ta chợt nhớ ra Khương Ngộ không sợ chết, hơi dừng lại rồi tiếp tục nói, cô biết ngươi mắc bệnh, cô có thể chữa hết bệnh cho ngươi. Khương Ngộ,
Người mới là đồ bệnh ấy. Tang Phê chỉ muốn làm quỷ vì làm quỷ rất tự do thôi. Y chỉ thấy băn khoăn một điều, tại sao Triệu Trừng biết Diêu Cơ đã bị bắt? Hắn ta tới vì biết Diêu Cơ bị bắt, hay tới rồi mới biết? Hay có chăng là những cơ sở ngầm của nước Triệu năm xưa ở Kinh Thành chưa bị tiêu diệt hết? Bên ngoài có tiếng bước chân, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt Khương Ngộ, là Cốc Yến. Khương Ngộ không để tâm lắm nhưng đúng là có một khoảng thời gian y không gặp Cốc Yến, tính ra hình như là lúc cùng Ân Vô Chấp rơi xuống vực, khi ấy có gặp một lần rồi sau đó hắn ta biến mất. Thế nên chắc Triệu Trừng đã tới nước Hạ từ lâu, chẳng lẽ chính Cốc Yến đã báo cho hắn ta cái tin Diêu Cơ bị bắt. Ân Vô Chấp đã biết thân phận Cốc Yến từ lâu, tại sao không bắt hắn ta mà còn để hắn ta tự do chạy nhảy thế này. Hắn không giống kiểu người sẽ mắc sơ suất như thế. Cốc Yến né tránh ánh mắt y, nói với Triệu Trừng, thần có việc cần bẩm báo. Triệu Trừng đứng dậy ra ngoài, nghe Cốc Yến thấp giọng, những người được phái đi hôm qua thương vong quá nửa, Ân Vô Chấp đã phát hiện Khương Hoàng mất tích, nhưng không tìm thấy Diêu Thái Hậu. Triệu Trừng im lặng một chốc mới đáp, biết rồi. Họ lại quay về, hắn ta nói với Khương Ngộ, Khổ Đại Y là thầy thuốc tuổi trẻ tài cao nhất trong Hoàng cung nước Triệu, nhất định có thể chữa hết bệnh cho ngươi, sao nào? Không, Khương Ngộ vẫn chọn từ chối. Triệu Trừng bước lên mấy bước, bỗng giơ tay, một con sâu đỏ tí hon xuất hiện. Hắn ta lạnh giọng, đây là sâu độc gặm cắn trái tim, chỉ cần đưa nó vào cơ thể là phế phủ của ngươi sẽ bị cắn nát, ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Để tỏ lòng khinh bỉ, Khương Ngộ rời mắt sang nhìn Cốc Yến. Triệu Trừng nghiến răng, cũng nhìn Cốc Yến, cái này có tác dụng với hội chứng rối không? Cốc Yến chỉ đành đáp, điện hạ có thể thử. Thế, Triệu Trừng muốn nói lại thôi, Cốc Yến gật đầu, sẽ có cảm giác à? ... Triệu Trừng cất con sâu về. Khương Ngộ hỏi, ai có cảm giác cơ? Liên quan gì tới ngươi? Triệu Trừng hơi lùi lại. Ngươi xem cho nó đi. Cốc Yến ngồi xuống cầm cổ tay Khương Ngộ, ngón tay dò mạch giúp y. Triệu Trừng đứng cạnh đó thì ra lệnh, người đâu, chuẩn bị thức ăn. Tay Khương Ngộ bỗng hơi ngơ ngứa, Cốc Yến nhìn thẳng vào mắt y, viết hai chữ vào lòng bàn tay y. Khương Ngộ, thì ra là thế. Triệu Trừng bước tới, Cốc Yến thản nhiên buông tay y ra rồi nói, cơ thể của bệ hạ không có gì đáng ngại, nhưng tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, thần hiện chưa có cách nào. Khương Ngộ chỉ im lặng nằm đó, gương mặt không cảm xúc có nét sạch sẽ vô tri, một Khương Ngộ khác xa người trong trí nhớ của Triệu Trừng. Chẳng biết hắn ta lại kiếm ở đâu được một con nhện to bằng lòng bàn tay rồi giơ ra trước mặt Khương Ngộ, y thấy rõ đến từng sợi lông tơ trên chân nó, hàng mi khẽ giật. Con nhện này có màu đen đẹp thật đấy, chẳng biết có độc không nhỉ, có đáng để y giơ tay ra thử một lần không? Triệu Trừng cuối cùng cũng thấy gương mặt y lộ chút biểu cảm, khóe miệng cong lên, sao nào, sợ chưa, đây chính là nhện mẹ, độc lắm đấy, cắn một cái thôi là cả người thối rữa, chắc chắn chết không toàn. Khương Ngộ giơ tay chọc vào con nhện, nó rít lên cắn ngón tay y, sáu cái chân cùng lùi lại, men theo cánh tay Triệu Trừng mà bò thẳng lên cổ hắn ta. Khương Ngộ nhìn vết thương trên đầu ngón tay mình, mặt Cốc Yến trắng bệch, Triệu Trừng nổi giận, người đâu, lấy thuốc giải độc. Nhanh lên, Khương Ngộ bị bóp mũi ép uống hết thuốc giải độc, ngón tay thì bị Triệu Trừng túm lấy nặn độc một lúc lâu. Y cất tiếng, đau, Triệu Trừng quàng tay y về, rồi hắn ta quay sang Cốc Yến, lạnh mặt, rốt cuộc nó thế nào đây? Theo những gì thần quan sát được, Cốc Yến cầm giấy bút ghi chép lại, trả lời, người mắc bệnh này, có thể hơi gấp gáp muốn chết. Nhưng nó sợ đau, chưa chắc đã là sợ. Cốc Yến chần chừ, điện hạ nuôi nhện thì chắc cũng biết người bị nó cắn đau đến mức nào, nhưng bệ hạ không hề kêu than. Thế nó bảo đau là muốn giỡn mặt cô đây à? Cốc Yến, Triệu Trừng hít một hơi, hắn ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ được, mới mấy năm không gặp mà đứa em cùng mẹ khác cha kia lại khó giải quyết thế này. Hắn ta ra ngoài đi qua đi lại, lúc quay về thì đột nhiên phát hiện kẻ nằm trên giường đá đã biến mất. Một phần vạt áo nổi lềnh bềnh trên ao nước nóng to hơn cả cái giường. Triệu Trừng, hắn ta chưa kịp gọi Cốc Yến mà đã lao tới túm y ra ngoài, vừa được xốc dậy là hoàng đế mì sợi lại oặt sang một phía. Triệu Trừng chỉ đành nâng mặt y lên mà giữ dằn nói, người điên rồi hả Khương Ngộ, người không để tâm tới bản thân ngươi, nhưng đến cả mẫu thân mà ngươi cũng không chịu để tâm hay sao? Khoảng cách giữa cả hai quá gần, Khương Ngộ ọc ra một ngụm nước, phun thẳng vào mặt hắn ta. Triệu Trừng nhắm một mắt, ngực phập phồng liên tục. ... Rốt cuộc ai mới là con tin cơ chứ? Cốc Yến đứng cạnh đó nhìn,
ho nhẹ một tiếng, bẩm điện hạ, bệ hạ ướt sũng rồi, ngài có muốn đưa ngài ấy đi thay quần áo không? Ai thèm cho nó thay quần áo, hắn ta chưa giết y là tốt bụng lắm rồi. Cốc Yến đứng ở cửa, nói, gió nổi lên rồi. Triệu Trừng xách Khương Ngộ lên, y im du cúi người. Hắn ta đi được hai bước, thở ra cho bất giận, lại bảo, đi lấy một bộ quần áo sạch tới đây. Hắn ta nhìn chằm chằm những thị nữ cởi đồ Khương Ngộ, lau khô mình cho y, rồi lại thay bộ quần áo mới. Tóc Khương Ngộ cũng ướt, y vô cùng bất mãn với việc Triệu Trừng cứu mình hết lần này đến lần khác, cứ tưởng ở chỗ kẻ thù thì sẽ dễ chết lắm cơ, y không ngờ Triệu Trừng lại quan tâm tới mẹ đẻ của hắn ta đến vậy. Nhưng y cũng phát hiện cái hang Triệu Trừng đang ở chính là nơi mình và Ân Vô Chấp từng vô tình trú thân, cả hai từng ngâm mình trong cái ao nước nóng kia, Ân Vô Chấp còn trả thù y nữa. Thị nữ rời đi, Khương Ngộ lại nằm trên giường với mái tóc ướt, không quá dễ chịu. Y bắt đầu nhớ những lúc Ân Vô Chấp cầm lò sưởi tay hơ tóc cho mình. Mái tóc dài xuống nước kia dần khiến cái gối ướt theo, Triệu Trừng bèn xách y ra khỏi giường rồi đặt lên ghế, quay sang gọi, người đâu, hong tóc cho nó. Cái ghế này có phần lưng thẳng, không nằm được, hai bên cũng chẳng có tay vịn. Khương Ngộ vừa ngồi xuống đã ngả nghiêng rồi ngã oạch ra đất. Triệu Trừng lại quay đầu, thấy bộ quần áo vừa thay và mái tóc chưa kịp lau khô đều dính đầy đất cát. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chấm. Hắn ta nghe chính mình bình tĩnh nói, cởi quần áo nó ra, đưa xuống nước, tắm cho sạch, rồi, lại, thay, một, bộ, khác, nữa. Dứt lời, hắn ta bước thẳng ra ngoài mà không thèm ngó lại. Triệu Trừng mà ở với Khương Ngộ thêm một giây nào nữa thì tức đến chết mất thôi. Khương Ngộ lại được tắm rửa sạch sẽ, các thị nữ thả y xuống ghế nằm, hong khô tóc cho y. Y chìm vào giấc ngủ, đến tối thì Triệu Trừng gọi Khương Ngộ dậy, cho người dọn rất nhiều món ăn ra trước mặt y nhưng lại chỉ có đúng một bộ bát đũa, bắt đầu dùng cơm. Khương Ngộ nhắm mắt, Triệu Trừng bèn giơ tay xua mùi thức ăn về phía y mở mắt. Chỉ thấy hắn ta đang ăn với những cử chỉ tao nhã hết mực. Triệu Trừng dùng bữa xong thì để đống đồ ăn thừa ra trước mặt y, trèo lên giường, không thèm quay đầu lại. Khương Ngộ, trẫm cũng muốn nằm giường. Người cứ ở cái ghế đó đi. Thôi, ngủ được là được. Một lúc sau, Triệu Trừng, Khương Ngộ. Không ai đáp, lại một lúc sau, Triệu Trừng có muốn nằm giường không? Nửa canh giờ sau, hắn ta bước tới, phát hiện y đã ngủ. Chấm chấm chấm. Được lắm, Khương Ngộ lâu rồi mới được thoải mái đến mức này, y ngủ trên ghế hết một ngày hai đêm, Triệu Trừng cũng không cho y ăn gì suốt hai ngày hai đêm rồi. Tuy lần nào cái tên này cũng ngồi ăn trước mặt y, nhưng chắc chỉ muốn khiến y thèm nên chưa từng bắt ép y há miệng ăn bất cứ thứ gì. Rất đúng ý Tang Phê, sáng sớm ngày thứ ba kể từ khi bị bắt, gương mặt Khương Ngộ bình yên đến lạ. Trước mặt y có một bàn thức ăn đủ sắc đủ vị, nhưng y chẳng thèm ghé mắt nhìn. Vẻ đẹp của cái chết đã bao phủ lấy Khương Ngộ, đến khi chết rồi biến thành du hồn, Ân Vô Chấp đi đâu là y có thể theo tới đó, không còn bị cơ thể nặng nề này hạn chế nữa. Mọi chuyện đều hoàn hảo, cảm ơn Triệu Trừng của nước địch, cảm ơn người anh trai khác cha, cảm ơn. Cảm y bị người ta bấm cho mở miệng, một thìa bánh trứng được nhét vào. Thứ này quá mềm và trơn, Khương Ngộ còn chưa kịp phản ứng đã nuốt xuống trong vô thức. Y không ăn uống suốt hai ngày. Đến cả sức để trợn mắt cũng chẳng có. Thêm một thìa nữa, Khương Ngộ, y phân vân giữa tốn sức kháng cự và tốn sức bị đút ăn, cuối cùng chọn vế thứ hai. Một bát bánh trứng hết sạch, Triệu Trừng thải cái thìa vào trong bát. Cốc Yến đứng cạnh đó nói, điện hạ đừng giận. Giận, ha, sao cô phải nổi giận với nó? Cốc Yến, rõ ràng gương mặt ngài bắt đầu hơi sai sai rồi đó. Trong biểu cảm vặn vẹo là sự điên cuồng, trong điên cuồng là vài phần bất đắc dĩ. Trong bất đắc dĩ lại thấy vẻ điên tiết, trong điên tiết lại thêm chút ấm ức tủi thân. Có chỗ nào giống không giận? Triệu Trừng day chán, hỏi, hồi còn ở trong cung nó cũng thế sao? Vâng, tại sao nó lại mắc chứng bệnh này? Cốc Yến đáp, chuyện ấy thì thần cũng không rõ. Triệu Trừng nhìn Khương Ngộ, hắn ta thực sự không hiểu, rốt cuộc phải là sự kiện thế nào mới có thể khiến cái người muốn đạt tới độ hoàn hảo bằng mọi giá năm xưa trở thành kẻ như bây giờ. Tĩnh lặng như mặt giếng. Chẳng sợ sóng gió, dường như hoàn toàn không chút lưu luyến thế giới này. Cảm Khương Ngộ bị nâng lên, y yếu ớt đối diện với một gương mặt rất giống mình. Triệu Trừng nói, người không sợ gì hết, phải không? Không, Tang Phê sợ phải sống, sợ những người xung quanh đối xử tốt với y. Triệu Trừng buông y ra,
nói với Cốc Yến, cô muốn chữa trị cho nó. Cốc Yến, chữa cho nó khỏi, rồi nó sẽ biết sợ cô. Khương Ngộ mở một mắt, nghĩ hắn ta định chữa trị cho mình hệt như cách của Hoàng Tổ Mẫu, bèn nói ngay, không. Không muốn được chữa trị nghĩa là không muốn sợ cô. Ngươi không có lựa chọn. Triệu Trừng lại hỏi, ngoài kia mưa tạnh rồi đúng không? Vâng, đưa nó ra ngoài tắm nắng, nhớ phái vài người lên vách núi trông coi. Triệu Trừng nói đầy sâu xa, cẩn thận có kẻ định tìm cách trèo xuống. Chương 76, quả nhiên đây chính là cái hang mà Y và Ân Vô Chấp đã trú tạm khi rơi xuống vực. Lúc đó Ân Vô Chấp đã nói ở đây thông bốn phía, có vẻ giống một nơi trú ẩn tập thể, nhưng vì không được khỏe nên hắn không tiện tra xét xung quanh. Hắn còn phát hiện cả những dấu chân trên nền hang động. Ở đây cách kinh thành không xa, chỉ cần giục ngựa phi khoảng 4-5 canh giờ là có thể tới bên vách núi. Nghĩ lại mới thấy, có thể lúc trước người của Triệu Trừng phát hiện nơi ẩn náu thiên nhiên này nên mới chuyển đến và thoát nạn. Khương Ngộ bị người ta nhắc tới bên cái hồ gần vách núi, làn nước trong vắt ánh màu lam nhạt. Giờ tị ba khắc, ánh nắng ấm áp rọi xuống gương mặt Y. Triệu Trừng đứng phía sau nghiền ngẫm quan sát Y. Nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Cốc Yến lúc trước. Hắn ta hỏi, cô phải làm gì để chữa trị cho nó? Cốc Yến đáp, khơi dậy ham muốn sống sót của ngài ấy, giúp ngài ấy hiểu thế giới này tươi đẹp và giàu thiện ý biết chừng nào. Phải làm sao để giúp một người cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp và giàu thiện ý? Một cái bóng xuất hiện bên người Khương Ngộ, Y lại bị đẩy tới gần hồ hơn nữa. Tiếp đến là một cái cần câu được nhét vào trong tay, Triệu Trừng ra lệnh, câu cá. Khương Ngộ. Triệu Trừng sai người kê một băng ghế bên cạnh Y, nhớ lại gương mặt thích thú của phụ hoàng khi câu cá, nói chắc, đến khi cá cắn câu, người sẽ biết cảm giác thành công là gì. Khương Ngộ cầm một chốc là thấy nặng, Y buông tay, cần câu rơi tõm xuống nước. Triệu Trừng lập tức nhặt lên rồi ấn vào tay Y thêm lần nữa, cầm chắc vào. Hắn ta cầm tay Khương Ngộ nắm lấy cái cần câu, buông ra, cái cần câu lại tuột xuống. Triệu Trừng túm tay Y, lườm một cái, bảo ngươi cầm chắc cơ mà. Mệt, câu cá thì có gì mà mệt, bao nhiêu người muốn đi câu còn chẳng được kia kìa. Nhưng Tang Phê thì không muốn. Hơn nữa, Y lại càng không muốn ép mình nghe theo Triệu Trừng. Triệu Trừng cầm tay Y, cau mày, vẫn muốn buông tay nhưng chỉ cần thoáng lỏng khớp là cần câu lại tuột, đành cứ thế nắm mãi. Một nén nhang sau, dây câu giật giật, Triệu Trừng lập tức giơ tay kéo. Một con cá chép rất to quẫy đuôi trên không trung, nước văng tung tóe khắp nơi. Triệu Trừng nhíu mày, thấy chưa? Hắn ta muộn màng phát hiện Khương Ngộ đang ngủ, bèn cật lực lay Y dậy, đợi đến khi Khương Ngộ mở đôi mắt mơ màng thì nói, thấy chưa, người câu được một con cá này. Hắn ta giơ tay dụi mắt cho Y, lau sạch ghèn để Y nhìn cho rõ, lát nữa sai người kho cho ngươi ăn nhé. Khương Ngộ thấy rất ngưỡng mộ, con cá sắp chết rồi. Lúc nói Y chẳng hề biến sắc, ánh mắt cũng không thay đổi, Triệu Trừng nhất thời chẳng biết Y rốt cuộc đang nghĩ gì. Hắn ta nhíu mày, nhìn con cá đã được những người hầu gỡ khỏi cần câu, nhớ lại lời khuyên, giúp ngài ấy hiểu thế giới này tươi đẹp và giàu thiện ý biết chừng nào, bèn nói, thả nó đi. Người hầu trợn mắt, nhưng điện hạ mất cả một nén nhang để câu được con cá này mà. Triệu Trừng thấy ê cả răng, ngày bé hắn ta thường câu cá trong vương phủ với phụ hoàng nên cũng bắt đầu thích câu cá, đạt được cảm giác thành công rất rõ rệt mỗi lần câu được cá, nhưng bây giờ. Hắn ta cố dằn lòng, phóng sinh. Vụ câu cá chẳng những không giúp Khương Ngộ cảm nhận được chút thiện ý nào của thế giới, mà trái lại còn khiến Y thấy thế giới này tàn nhẫn hơn. Triệu Trừng thất thểu đi qua đi lại sau lưng Khương Ngộ, nghĩ tới nghĩ lui, hay cô cho ngươi cưỡi ngựa dạo quanh rừng vài vòng nhé. Khương Ngộ, đồ điên, ngươi giờ đã là hoàng đế, chắc lâu rồi không cưỡi ngựa. Dường như Triệu Trừng nhớ tới điều gì nên nâng Y khỏi ghế, xốc thẳng lên lưng ngựa, thấy Y lại bắt đầu lảo đảo thì lập tức trèo lên ngồi phía sau. Hắn ta nghiêng đầu nhìn vách núi vẫn còn hơi ướt, đoán là người nước hạ chắc chắn sẽ tới cứu hoàng đế, rồi lại quay sang nhìn kẻ ngồi đằng trước mình, cô nhớ trước đây ngươi rất thích ra vùng ngoại ô cưỡi ngựa, hai ta còn từng đua với nhau vài lần. Hôm nay chẳng mấy khi cô có hứng, thôi thì dẫn ngươi đi cảm nhận cái thú rong ruổi giữa làn gió vậy. Hắn ta vung roi, Khương Ngộ bị ép tiến về phía trước, cây cối trong rừng nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau. Cả cơ thể Y bị Triệu Trừng giam lại. Cái đầu cứ gục gạc hết trái rồi tới phải. Triệu Trừng vốn đang rất vui, thấy Y nằm úp sấp người về phía trước thì sắc mặt dần sầm xuống. Con ngựa ô rừng vó, Khương Ngộ cứ thế gục sang một bên. Triệu Trừng vội vàng đỡ lấy Y, xuống ngựa rồi thì thẳng tay quăng Y xuống đất,
nổi giận, rốt cuộc ngươi sao thế, Khương Ngộ, ngươi thực sự không có cảm giác với bất cứ chuyện gì ư. Năm đó ngươi không biết thân phận của ta, lúc phân thắng bại trò đua ngựa ngươi vẫn còn vui vẻ lắm, mới mấy năm trôi qua mà tại sao ngươi lại thành ra thế này. Khương Ngộ không nhúc nhích, y sắp nôn rồi, Triệu Trường cô nén cơn giận, bỗng túm y lại ấn vào một cây đại thụ gần đó, lại nâng cái cằm trắng nõn kia lên, nặng giọng, cái bộ dạng gì đây, ngươi có tư cách gì mà muốn chết. Ngươi có phụ thân cao quý và mẫu thân hiền từ cạnh bên, từ bé đã nhận hết cương triều yêu ái, lại có nước Triệu và mẫu thân hợp sức đưa ngươi lên ngai vàng. Giờ ngươi đã đăng quang, ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, nắm hết quyền lực của thiên hạ này trong tay, cuộc sống ấy, bao người ước mong mà chẳng có được, ngươi còn gì không hài lòng nữa. Khương Ngộ, Triệu Trường bóp mặt y, nói mau. Miệng Khương Ngộ bị bóp chu ra, y rầu rầu lên tiếng, Hoàng ca. Sao Hoàng ca, chắc muốn gọi anh. Triệu Trường hạ tay xuống. Khương Ngộ không ngờ trong mắt hắn ta nguyên chủ lại là người hạnh phúc tới vậy. Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủn y đã hiểu, năm ấy hắn ta trà trộn vào kinh thành, có lẽ nguyên chủ và hắn ta cũng từng có tình nghĩa qua lại, nhưng sau này thân phận Triệu Trường bại lộ thì mối quan hệ giữa đôi bên cũng vỡ tan. Y nhìn Triệu Trường, im lặng một lúc rồi mới nói, chắc không phải ngươi không nỡ giết ta đâu nhỉ. Cô không giết ngươi là vì cô muốn dùng ngươi đổi lấy mẫu thân, ngươi tưởng cô quan tâm đến ngươi sao? Thế ngươi đòi chữa bệnh cho ta làm gì? Hầu kết Triệu Trường lăn lăn. Hắn ta nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Khương Ngộ, khi ấy phụ thân chưa đăng cơ, hoàng đế nước Triệu vẫn là Triệu Tĩnh, tên cầm thú đã làm nhục mẫu thân hắn ta. Hắn ta không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng chiếm được lòng tin của tên cầm thú kia, được phái tới phụ trách cơ sở ngầm tại nước Hạ, và chỉ một ngày trước khi khởi hành Triệu Tĩnh mới nói cho hắn ta biết rằng mẫu thân của hắn ta cũng đang ở đó. Tới tận giờ phút ấy, hắn ta mới hiểu, thì ra sau khi chịu nhục mẫu thân lại bị âm mưu đưa tới nước Hạ. Cuối cùng thị trở thành tai mắt của nước Triệu mà chính thị cũng chẳng hay. Từ lần đầu tiên trông thấy Khương Ngộ, hắn ta đã biết đó là người anh em cùng mẹ khác cha của mình. Hắn ta cố tiếp cận y, muốn lợi dụng y, nhưng rồi nhanh chóng phát hiện Khương Ngộ không hổ là có cái danh tiểu thánh nhân, y đối xử với ai cũng hết lòng hết dạ, chẳng màng tính mạng mình. Nếu kẻ khác làm thế thì chỉ bị coi là cố sức lấy lòng. Nhưng có thể vì Khương Ngộ hoàn hảo quá mức nên Triệu Trường thường xuyên tự hỏi phải là vùng đất ra sao mới nuôi nấng được một con người không tì vết thế này. Được đối xử tốt bởi một người hoàn hảo như thế, sẽ chẳng ai nghĩ y đang có mưu đồ mà chỉ thấy hoảng hốt, nghi ngờ chẳng biết mình có xứng hay không, rồi nhanh chóng đắm chìm. Khi ấy, mẫu thân nói với hắn ta rằng thị muốn đưa Khương Ngộ về nước Triệu. Vì Khương Ngộ rất ưu tú nên phụ hoàng cũng chấp thuận. Nhưng gã đã chẳng còn là Triệu Anh của ngày xưa. Khi Diêu Cơ muốn gì là được nấy, gã thành thiên tử nước Triệu, vậy nên điều kiện để Khương Ngộ được tới đó là Diêu Cơ phải gia nhập cơ sở ngầm để hợp tác lật đổ nước Hạ. Vì thế họ vẽ nên một kế hoạch, bắt đầu thêu dệt dần, mà Khương Ngộ chính là yếu điểm cần thiết nhất trong kế hoạch đó. Triệu Trường cô đối xử tốt với y, hy vọng nếu ngày sau gặp lại, y có thể buông bỏ mọi thứ ở nước Hạ rồi về nhà cùng hắn ta và người mẹ chung dòng máu. Nhưng Khương Ngộ phát hiện ra thân phận của hắn ta. Triệu Trường giao đấu với y, đôi bên cùng chịu tổn thất. Khi bị Tề Vương bắt giữ, Triệu Trường mang thương tích khắp người nhìn Khương Ngộ cũng mang thương tích khắp người, nói mỉa, ngươi thực sự rất hoàn hảo. Một người bạn hoàn hảo, một đứa em trai hoàn hảo, một kẻ địch hoàn hảo. Việc đổi từ lập trường cực đoan này sang lập trường cực đoan khác dường như rất đơn giản với y chẳng hề có chút băn khoăn nào. Khương Ngộ cũng không biết hắn ta là người anh ở nước Triệu của mình, nằm lẳng lặng và thoi thóp cạnh đó. Hiểu được nghĩa bóng trong câu nói của Triệu Trừng, y chỉ nhạt giọng đáp, thân phận của ngươi là giả. Thân phận là giả, nên hết thảy đều là giả. Thân phận là giả, nên hắn ta chẳng còn là người cùng đua ngựa với y ở vùng ngoại ô kia nữa. Triệu Trừng nhận biết bao khổ sở trong ngục, sao có thể không hận y. Lần này hắn ta quay lại là để trả thù Khương Ngộ. Nếu Khương Ngộ có thể đổi lập trường nhanh tới vậy, hắn ta muốn biết, nếu y phát hiện mình thực ra là người nước Triệu thì sao? Nếu y phát hiện mình đã nhận giặc làm cha thì sao? Vì thế Diêu Cơ lừa Khương Ngộ, nói y là con của Triệu Anh. Một khoảng thời gian dài trôi qua, Khương Ngộ vẫn im hơi lặng tiếng, chuyện này cũng được giấu kín như bưng. Triệu Trường sung sướng khi trả được thù, hắn ta từng đoán suy nghĩ trong lòng Khương Ngộ chẳng biết bao nhiêu lần, y muốn ở lại nước Hạ và tiếp tục làm kẻ địch của nước Triệu, công khai chống đối, cha ruột, mình. Hay quyết định từ bỏ nước Hạ, mặc kệ hết thảy và cùng mẫu thân quay về nước Triệu đây.
Hắn ta biết Khương Ngộ vẫn luôn nghe theo lời mẫu thân nên cực vế thứ hai cao hơn cả, nhưng có nằm mơ Triệu Trừng cũng không nghĩ Khương Ngộ lại tiết lộ những thông tin ấy cho người ngoài sau nửa năm tĩnh lặng. Hơn nữa, y còn biến thành một kẻ như đã chết, không chút sức sống. Đúng, thực ra nếu hắn ta chỉ muốn dùng Khương Ngộ để đổi lấy mẫu thân thì y có ra sao cũng được. Nhưng Triệu Trừng lại muốn thấy gương mặt y có biểu cảm, hắn ta muốn biết Khương Ngộ nghĩ gì khi y phát hiện mình đã từng trải qua một trận tử chiến với chính người anh chung dòng máu là hắn ta. Mãi một lúc lâu sau, hắn ta mới tìm lại được giọng nói, vì cô muốn ngươi sợ cô. Khương Ngộ, sợ quá. Triệu Trừng, ngay lúc hắn ta sắp không nhịn nổi mà bóp chết Khương Ngộ, một loạt tiếng vó ngựa vang lên, điện hạ, Ân Vô Chấp tới rồi. Tang Phê đang co quắp dưới tán cây cũng bị xách về. Ân Vô Chấp tới một mình, ngay khi nắng lên, vách núi khô ráo trở lại, hắn đã một mình trèo xuống. Hắn không mang theo bất cứ ai vì nơi này là chỗ trũng, nếu có mai phục bên dưới thì chắc chắn sẽ rất nhiều thương vong. Đặc biệt, cái hang kia còn nằm ở vị trí khó công mà dễ thủ. Khương Ngộ bị xách về, Triệu Trừng quăng y xuống đất. Y gượng ngẩng đầu, phát hiện Ân Vô Chấp đang chiến đấu với kẻ nào đó, tên kia dùng kiếm còn hắn thì tay không tấc sắt, đang bị ép lùi dần từng bước một, trên người đã có vài vết thương. Nội thương của Ân Vô Chấp chưa lành, nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn tình hình sẽ xấu đi. Khương Ngộ lên tiếng, dừng tay. Triệu Trừng bất ngờ, xem ra ngươi rất để tâm tới tên nam sủng này. Bảo kẻ đó dừng tay, Triệu Trừng khoanh tay, nhíu mày, Nam Cương năm ấy, Ân Vô Chấp có biệt danh là Diêm Vương Mặt Ngọc, lần trước ở đất Tề cô chưa kịp nhìn kỹ, giờ mới thấy quả nhiên là nhan sắc tuyệt trần. Bên hông hắn ta bỗng bị níu lại, Triệu Trừng cúi đầu, phát hiện y đang túm chặt lấy đuôi của con rắn trắng nhỏ quấn quanh thắt lưng mình. Hắn ta lập tức gỡ tay Khương Ngộ, nó độc lắm đấy. Ui da, con rắn trắng há miệng cắn, cắn đúng vào tay hắn ta. Triệu Trừng, hắn ta bóp ngón tay ứa máu, nhìn Khương Ngộ chằm chằm với ánh mắt hung tợn. Y nói, chấm sẽ cắn lưỡi tự sát, để xem ngươi đưa mẫu thân về thế nào. Triệu Trừng ngậm ngón tay mút sạch vết máu, tiếp đó mới mở miệng, Hạ Phàm, dừng tay. Thì ra là con của Hạ Uy, bảo sao vừa thấy Ân Vô Chấp đã lồng lên như chó dại. Hạ Phàm cất kiếm, bàn tay hơi run rẩy vì thù hận. Ân Vô Chấp đứng thẳng dậy, xe ống tay áo bị cắt nát, Hạ tiểu tướng quân so ra vẫn ngông cuồng và trẻ tuổi hơn Lệnh Tôn một chút. Ân Vô Chấp, Khương Ngộ gọi. Lại đây, rốt cuộc y có biết bản thân đang ở nơi nào hay không mà lại nghênh ngang tới vậy? Ân Vô Chấp liếc nhìn y, Khương Ngộ mẫn cảm nhận ra tâm trạng hắn không tốt. Nhưng Ân Vô Chấp cũng nhanh chóng rời mắt, tiến lên, nói với Triệu Trừng, tham kiến Triệu Thái Tử. Xem ra Ân Thiếu Tướng mang ý chỉ tới đây. Đúng, Ân Vô Chấp đáp, điện hạ mưu tính tất thảy cũng chỉ vì Diêu Thái Hậu, nếu đã thế, chúng ta hẹn ngày giờ đi. Ân Thú ơi là Ân Thú, Triệu Trừng bước lên mấy bước. Nhìn hắn từ trên xuống dưới. Người đã giết bao nhiêu đồng bào nước Triệu ta ở Nam Cương, giờ còn dám mạo hiểm tới đây một mình, đúng là không chỉ to gan bình thường thôi đâu. Hạ Phàm đứng phía sau chợt giơ roi, Ân Vô Chấp không né, phát quan trên đầu gãy nát, mái tóc dài buông xuống, lưng bắt đầu thấy đau. Hạ Phàm nói, người cũng ngoài phong thật, tưởng bọn ta không dám động đến bệ hạ của các ngươi thì cũng không dám động đến ngươi hay sao? Triệu Trừng lên tiếng, nhẹ tay thôi. Đây là tiểu tình nhân của Hạ Hoàng, nếu hỏng thì nó sẽ giận đấy. Hạ Phàm được hắn ta ngầm đồng ý thì tiếp tục giơ roi, lại nghe Khương Ngộ nói không được đụng vào hắn. Triệu Trừng bừng tỉnh, thì ra ngươi sợ Ân Vô Chấp bị thương. Ân Vô Chấp nhìn Khương Ngộ, Hạ Phàm có vẻ rất hứng thú, vậy sao, thì ra Ân Thiếu Tướng đổ máu ở tiền tuyến rồi lại phải về đổ mồ hôi trên gối nằm của thiên tử, đúng là xúc động. Gã lại quất một roi vào Ân Vô Chấp, cười ha ha. Triệu Trừng cũng khẽ cười, xung quanh cũng vang lên những tiếng cười đầy lạ lẫm. Sau này tiểu tướng quân có muốn theo hầu bọn ta không? Nhìn bệ hạ của ngươi thế này, chắc không thỏa mãn được ngươi rồi nhỉ? Đêm nay tiểu tướng quân ở lại nhé, huynh đệ bọn ta không chê ngươi đâu. Triệu Trừng sờ cằm, giơ tay vén mái tóc dài của Ân Vô Chấp, nếu các tướng sĩ nước Triệu bọn ta mà biết ngươi trèo lên giường thiên tử, thì cái biệt hiệu Diêm Vương Mặt Ngọc chắc phải đổi thành Thiếu Nữ Mặt Ngọc rồi. Hắn ta nghiêng đầu, thầm quan sát phản ứng của Khương Ngộ qua khóe mắt. Ân Vô Chấp cũng đang nhìn Khương Ngộ. Hạ Phàm càng lúc càng càn rỡ, gã đá vào khoeo chân Ân Vô Chấp để ép hắn quỳ xuống trước mặt Khương Ngộ, rồi nói, ban nãy còn hoạt bát lắm mà, vừa thấy bệ hạ của ngươi đã nhũn chân, đứng cũng chẳng vững nữa sao.
Khương Ngộ vẫn ngồi trên đất, đôi mắt long lanh chầm chậm nhìn gã. Y nhìn đôi môi mấp máy, khóe miệng tươi cười, và cả phần xương quai hàm đang nhô ra vì đắc ý kia. Kẻ thù giết cha quỳ dưới chân, Hạ Phàm đã hoàn toàn hưng phấn, mà Triệu Trừng cũng không có ý định ngăn cản. Hắn ta tủm tỉm lùi về sau, mặc kệ gã làm nhục thiếu tướng nước địch. Hạ Phàm giơ tay túm tóc Ân Vô Chấp, có phải lúc trước ngươi cũng giơ đầu phụ thân ta thế này để trình lên tiên đế của ngươi không? Gã đấm vào mặt Ân Vô Chấp, khóe miệng hắn rỉ máu. Bàn tay Khương Ngộ đang mở bỗng nắm chặt, đồng tử y khẽ co lại. Những đường cong lồ lộ trên nền đất, bùn đầy những kẽ móng tay. Triệu Trừng quay sang nhìn y, ý cười thoáng phai, Hạ Phàm, dừng lại. Ân Vô Chấp, ngươi dùng gương mặt này để quyến rũ Hạ Hoàng đúng không? Ngươi nói xem, nếu gương mặt này không còn nữa, liệu y còn để ý tới ngươi không? Ngươi nhìn cái vẻ eo uột của Hoàng đế ngươi đi, đến cả ăn cơm mà y cũng phải nhờ điện hạ bọn ta. Hạ Phàm quay sang, đối diện với một đôi mắt trong trẻo. Mái tóc dài của y xóa tung sau gáy, tóc đen môi đỏ, rõ ràng là gương mặt tuyệt sắc nhưng lại có khí chất như ma quỷ khiến người ta hãi sợ. Gáy gã bị đập mạnh, cả người bị nhấc lên nhẹ như lông hồng, rồi bị rộng thật mạnh xuống đất. Phế phủ chịu chấn thương, máu chảy ra từ khóe miệng. Gã trợn mắt nhìn thiên tử đại hạ mới vừa ngồi im như sắp chết ban nãy. Khương Ngộ giơ tay, tháo khớp hàm gã. Trẫm nói, không được đụng vào hắn. Y nghiêng đầu, đôi mắt u ám ngập đầy sát khí. Nghe không hiểu à? Lời tác giả, Tang Phê, quỷ hồn mệt chết mất. A chấp, Creal nốt, cố lên mấy bẻ. Vùng dậy vì tình rồi đó. Sắp yêu nhau rồi đó. Nhưng thương A chấp lắm. Chương 77, dưới đáy vực lặng như tờ. Hạ Phàm nằm sóng xoài một phía, quần áo chẳng còn ngay ngắn chỉnh tề. Khương Ngộ hành động rất nhanh, từ lúc đứng dậy cho tới lúc ra tay, y hoàn toàn không để lộ sát khí. Dù là bây giờ, trông y vẫn ủ ê và vô hại. Hai tay y vòng sang hai bên, lầm bầm như ma quỷ, sao lại ép chấm ra tay, người xấu, hủy hoại xương vai ngươi, hủy hoại xương cánh tay ngươi, hủy hoại xương cổ tay ngươi, hủy hoại. Hạ Phàm gào lên một tiếng thảm thiết, điện hạ. Triệu Trừng lúc này mới hoàn hồn, rỡm bước lên, đã thấy Ân Vô Chấp giơ tay xốc Tang Phê dậy. Y níu lấy góc áo Hạ Phàm không buông, âm u nói, hủy hoại ngươi. Ân Vô Chấp thẳng thừng cầm tay Khương Ngộ kéo về, mũi chân chợt nhún, dùng khinh công chạy vào rừng. Giọng nói đầy giận dữ của Triệu Trừng vang lên từ phía sau, người đâu? Đưa Hạ thiếu tướng về, lập tức tìm đại y chữa trị. Những kẻ còn lại đuổi theo. Triệu Trừng giận tới nỗi suýt điên lên. Khương Ngộ dám hủy hoại thiếu tướng nước Triệu ngay trước mắt hắn ta. Quả thực y còn đáng sợ hơn trước. Ngày trước ít ra hắn ta có thể thăm dò được ý nghĩ của y từ những biến chuyển trong hơi thở. Nhưng lần này, rõ ràng một giây trước y vẫn còn ngoan ngoãn mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Một giây sau, vẫn là cái vẻ ngoan ngoãn mặc cho người ta muốn làm gì thì làm ấy. Nhưng khi ra tay thì lại vừa nhanh gọn vừa độc địa. Hành vi và khí chất xung đột gay gắt, khiến người ta bỗng dưng thấy sởn tóc gáy. Dường như nhớ tới điều gì, hắn ta quát, khổ môn đâu. Chẳng phải tên đó nói Khương Ngộ mắc hội chứng con rối sao. Bắt tên đó về đây cho cô. Khương Ngộ bị vác đi với tốc độ thật nhanh, cơ thể lắc lư trong gió như miếng vải rách. Hiển nhiên Ân Vô Chấp có kinh nghiệm sinh tồn ở nơi hoang dã rất phong phú, bởi chỉ một lúc sau y đã được đặt vào một hốc cây rỗng ruột. Ân Vô Chấp bịt miệng y. Nín thở nghe ngóng một lúc rồi mới chậm chậm buông tay, khẽ ho hai tiếng. Khóe mắt và khóe miệng hắn đều xước sát, gương mặt vốn đẹp đẽ giờ lại có vẻ khá đáng thương. Khương Ngộ ngồi im nhìn hắn, những lời bẩn thỉu của binh sĩ nước Triệu vẫn vang lên trong đầu. Ân Vô Chấp cụp mắt nhìn y. Ân Vô Chấp, Khương Ngộ phát hiện mình có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng nhất thời y chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, khu rừng ngày càng tối. Trong hốc cây nhỏ và hẹp, Ân Vô Chấp hỏi y, sao lại đánh gã ta? Kẻ đó đánh Ân Vô Chấp, ta còn tưởng người chẳng thèm để ý. Khương Ngộ đáp, giận, lần này ta mang theo ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu để chấp nhận trao trả Diêu Thái Hậu, đổi người về, nhưng người ra tay thế kia thì chỉ sợ Triệu Trừng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Ân Vô Chấp lại im lặng một lúc, rồi nói, người bên ta đang tìm đường khác xuống vực, nhưng chúng ta bị vây ở chỗ này. Chỉ sợ không chịu được quá lâu. Chấm không sợ, Ân Vô Chấp đáp, đương nhiên Triệu Trừng sẽ không làm người bị thương. Chấm không giết kẻ đó.
Khương Mộ nói, Triệu Trừng cũng không dám giết ngươi. Nếu hôm nay Khương Mộ thực sự xuống tay, thì dù nguyên do là gì Triệu Trừng cũng phải lấy một mạng người phía nước Hạ để cân bằng lại. Nhưng y không giết Hạ Phàm, nếu Triệu Trừng thực sự tóm được họ thì hắn ta cũng sẽ không giết Ân Vô Chấp. Y nói, trẫm sẽ bảo vệ ngươi. Hầu Kết Ân Vô Chấp lăn lăn, hắn khàn giọng, tại sao? Tại sao, Tang Phê cũng không biết, chỉ là khi nghe những kẻ kia hạ nhục Ân Vô Chấp, y thấy không vui, muốn dạy dỗ chúng lại cho đàng hoàng. Y đáp, trẫm có từng nói với ngươi chưa, sau này ngươi sẽ lên ngôi. Hiển nhiên đáp án này nằm ngoài dự đoán của Ân Vô Chấp, hắn hỏi lại cái gì? Trẫm tới từ rất nhiều năm sau, đọc được trong sách sử là Ân Vô Chấp giết hôn quân Khương Ngộ, trở thành vị hoàng đế nghìn năm có một, sau đó, trẫm biến thành Khương Ngộ. Ân Vô Chấp, hóa ra lúc trước người trêu ngươi ta như thế, là bởi muốn biến hắn thành kẻ giết hôn quân, vị hoàng đế nghìn năm có một, hệt như trong sử sách. Hắn khẽ cười, Khương Ngộ, người không phải hôn quân. Khương Ngộ không phải hôn quân, trẫm đã hiểu, thậm chí sự kiện ngươi tự tay giết y mà sách sử ghi chép cũng có thể không phải là thật. Lịch sử không phải là thật, e rằng đã bị người ta bóp méo. Rốt cuộc sự thật ra sao thì chẳng ai biết. Khương Mộ nói, nhưng, Ân Vô Chấp, chuyện ngươi đăng cơ làm hoàng đế có lẽ là thật. Người lại định lấy chuyện du hồn ra lừa ta. Ta hỏi người không phải để nhận lại câu chuyện ấy, người biết ta muốn nghe điều gì. Trẫm không lừa, người có yêu ta không? Gió thổi qua ngọn cây, Khương Mộ lắp bắp, Ân Vô Chấp. Người có yêu ta không? Trong hốc cây tăm tối, Khương Mộ lại mở miệng, Ân Vô Chấp. Ta hỏi người có yêu ta không? Hơi thở của Ân Vô Chấp nghèn nghẹn, câu hỏi ấy khó trả lời đến thế hay sao? Không khó, nhưng y chỉ là một du hồn, y không biết tại sao Ân Vô Chấp lại thích mình, những gì trong quá khứ mà hắn hiểu về y đều thuộc về nguyên chủ. Được, ta sẽ hỏi câu khác, Ân Vô Chấp nói, tối hôm ấy người chủ động để Triệu Trừng bắt đi, đúng không? Khương Mộ im lặng. Khương Ngộ, người biết không, ta đã bố trí hết thảy mọi chuyện để bắt sống Triệu Trừng. Từ đầu ta đã biết cái hang đó là căn cứ mà Triệu Trừng sắp xếp, ta cũng biết hắn nhất định sẽ tới cứu Diêu Thái Hậu trước khi tất cả rời khỏi chùa Thịnh Quốc. Đó chính là lý do rõ ràng hôm ấy Ân Vô Chấp tỏ ra lo lắng cho Định Nam Vương, nhưng lại vẫn cứ ở lì trong phòng Khương Ngộ. Bởi hắn biết, nếu không tìm được Diêu Thái Hậu thì rất có thể Triệu Trừng sẽ tới. Tại sao người lại để hắn bắt đi? Ân Vô Chấp hỏi, hai ngày qua, ta cứ nghĩ, nếu người muốn chết đến vậy thì đành thôi. Ta sẽ không tìm người nữa, cứ để người tự sinh tự diệt, Triệu Trừng có thù với người nên nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện hắn có thể bắt nạt người, ta lại không nhịn được. Khương Ngộ, bao giờ người mới có tim, rốt cuộc ta phải làm gì thì mới chiếm được một chỗ trong tim người. Chỉ mới ban nãy, ngón tay Ân Vô Chấp chọc vào lồng ngực y. Ta cứ ngỡ rốt cuộc ta đã sở hữu một vị trí trong trái tim người, nhưng người tự ngẫm lại mà xem, người đã cho ta câu trả lời ra sao. Ta giết người, trở thành một vị hoàng đế nghìn năm có một, nguyên do hoang đường và nực cười đến thế ta hỏi người, chính bản thân người có tin không? Khương Ngộ, y lại bị nâng cằm, Ân Vô Chấp nói, ta hỏi người một lần nữa, người có yêu ta không? Có phải người đau lòng vì ta nên mới xuống tay với Hạ Phàm hay không? Hắn chẳng đợi Khương Ngộ mở miệng đã nói tiếp, đây là lần cuối cùng. Nếu đáp án của người khác với những gì ta mong muốn thì ta sẽ bỏ người lại đây, để người tự sinh tự diệt, người muốn làm gì thì làm, có chết ta cũng không để tâm tới người nữa. Khương Ngộ chần chừ, y muốn chết, y không muốn sống. Dù rất nhiều người nghĩ sống là tốt, nhưng Khương Ngộ lại chẳng cần những điều tốt ấy. Trong bóng tối, y lặng lẽ dùng nội lực để nhìn gương mặt Ân Vô Chấp. Đôi mắt hắn đỏ ửng. Nhưng, đây cũng sẽ là lần cuối y khiến cặp mắt ấy mang sắc đỏ kia. Chấm, ta thực sự sẽ bỏ rơi người đấy. Ân Vô Chấp hít một hơi, đôi môi run rẩy như đang sợ, ta sẽ không bao giờ để tâm tới người nữa. Ta sẽ quên người, dù có thành quỷ cũng không đi tìm người đâu. Khương Ngộ, người nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc người, có yêu ta không? Có lẽ có, Khương Ngộ nghĩ, có lẽ y yêu, nhưng vẫn chưa đến mức không có thì không chịu được. Dường như y vẫn yêu cái chết hơn là Ân Vô Chấp. Bàn tay hắn cầm tay y khẽ siết, khiến y thấy đau. Ân Vô Chấp, y nói, người đi đi, nước mắt rơi. Tay hắn trượt qua bờ vai Khương Ngộ, chui ra khỏi hốc cây, bỏ đi mà chẳng hề quay đầu lấy một lần. Khương Ngộ tiếp tục vùi mình bên trong, gương mặt mơ màng dần thả lỏng.
y không muốn tiếp tục chiếm giữ cơ thể của người khác, không muốn hưởng thụ tình yêu thuộc về người khác. Nếu có thể, y mong nguyên chủ sẽ quay về và nhìn Ân Vô Chấp thật kỹ. Đồ ngốc, từ cái ngày trông thấy Ân Vô Chấp lén lút điểm một nốt ruồi lên khóe mắt, Khương Ngộ đã hiểu, có lẽ Ân Vô Chấp trong lịch sử cũng từng làm vậy nên khóe mắt hắn ở kiếp này mới mang nốt ruồi đỏ như máu ấy, dù nó cứ thoát ẩn thoát hiện, nhưng... Khương Ngộ to gan đoán, có lẽ khi y chết, nốt ruồi lệ ấy sẽ mọc ra để tượng trưng cho việc nguyên chủ trở về. Những tiếng động xôn xao dần kéo tới, thử tìm bên kia xem có không. Khương Ngộ không định ra ngoài, cũng không định quay lại tìm Triệu Trừng, y chỉ muốn lẳng lặng ở đây đợi cái chết tìm đến. Một hai ngày không sao, ba bốn ngày cũng thế, chỉ bơ vơ một mình mà thôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như y cũng chẳng sốt ruột đợi chờ cái chết đến thế. Người đến tìm không phát hiện ra Khương Ngộ và nhanh chóng bỏ đi. Y nhắm hai mắt, thở thật nhẹ, y ngửi được cái mùi ẩm ướt của rễ cây mục giữa. Chớp mắt đã đến nửa đêm, có tiếng động vọng tới, Khương Ngộ mở mắt như phản xạ có điều kiện. Người thanh niên đứng ngoài hốc cây, cầm vài thứ quả trong tay mà thấp giọng, ta không có trốn về. Khương Ngộ yên lặng dịch về sau một chút, Ân Vô Chấp yên lặng chui vào ngồi đối diện y, cúi đầu cắn một miếng. Khương Ngộ lẳng lặng nhìn hắn ăn xong cả quả. Hắn cúi đầu hỏi, ta không ăn hết, người muốn ăn không? Khương Ngộ, Ân Vô Chấp lại nhìn y, mãi sau mới nói, ăn một miếng đi, ta muốn nghe người kể chuyện xưa. Khương Ngộ, chuyện xưa, chẳng phải người nói ta nhất định sẽ lên ngôi ư, thêm cả chuyện người không phải Khương Ngộ nữa. Ân Vô Chấp nói, dù sao người cũng sẽ chết, chia sẻ bí mật của người cho ta nhé. Ăn rồi mới có sức kể. Khương Ngộ không nhúc nhích, Ân Vô Chấp đặt trái cây vào khoảng không ở giữa, đêm dưới đáy vực này lạnh quá. Hắn hơi co người lại, hỏi, người muốn chết vì lạnh sao? Khương Ngộ đáp, cũng được, nhưng ta không muốn chết. Khương Ngộ, Ân Vô Chấp nói, ta thích người đến thế, người cho ta mượn sưởi ấm một chút chắc cũng không quá đáng nhỉ. Khương Ngộ im lặng một lúc lâu rồi mới đáp, ừm. Ân Vô Chấp lại nói, qua đây nào. Khương Ngộ. Chẳng phải người muốn chết lắm hay sao, càng cử động lại càng tiêu hao nhiều năng lượng hơn đấy. Khương Ngộ kiên cường gượng dậy, lại dịch tới gần thêm một chút. Ân Vô Chấp thở dài, giơ tay ôm quàng lấy eo y, kéo y vào trong ngực rồi cắn một miếng trái cây. Khương Ngộ không biết đó là quả gì, chắc là quả dại, nghe tiếng cắn thì có vẻ mỏng nước lắm, vì khoảng cách gần nên y còn ngửi được mùi hương rất nhạt. Một tay Ân Vô Chấp ôm lấy y, người kể xem. Kể chuyện người đã trở thành du hồn thế nào, và cả những gì người biết về Khương Ngộ ban đầu kia nữa, kể cho ta nghe, nói chuyện phiếm thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút. Khương Ngộ không nhúc nhích, hàm dưới Ân Vô Chấp chuyển động, hắn nuốt xuống, kề sát vào mặt y, hình như người chưa bao giờ chủ động hôn ta. Ta đã đồng ý để người đi tìm cái chết, hắn nói, hôn ta một cái, coi như điều kiện trao đổi, được không? Chương 78. Đúng là Khương Ngộ chưa từng chủ động, y có được rất nhiều thứ kể từ khi trở thành người, nhưng thực ra chỉ toàn do những kẻ khác nhét cho. Y chưa từng thực sự muốn bất cứ điều gì, trên mặt Ân Vô Chấp vẫn còn vết thương, khóe môi và khóe mắt đều có máu. Vì hai người ngồi sát nhau nên Tang Phê cũng thấy rõ những vết thương ấy. Chủ động hôn ta một lần thôi, khó đến thế hay sao? Không khó, nhưng Khương Ngộ chẳng biết liệu bản thân y có muốn hay không. Hôn ta. Khương Ngộ, hôn ta một chút thôi. Đôi môi nhợt nhạt khép mở trước mắt, Ân Vô Chấp ôm eo y, đỡ gáy y, hơi thở phả vào mặt y, giọng khàn khàn, hôn ta đi, Khương Ngộ. Người sắp chết rồi, thỏa mãn ta một chút thì có sao? Hắn chớp mắt, ta thích người đến thế, đối xử với người tốt tới vậy, người chủ động hôn ta một lần cũng chẳng phải. Hàng mi dày khép lại, Khương Ngộ khẽ nâng cằm, đôi môi dán vào nhau. Ngoài kia gió đã nổi. Cành lá trong rừng xào xạc, thi thoảng lại có một hai con thú nhỏ chạy qua. Đôi người rưng rưng nước mắt của Ân Vô Chấp khẽ run, hắn ôm chặt lấy Khương Ngộ, khiến nụ hôn sâu hơn nữa. Mùi lá khô mục giữa lại sộc vào khứu giác, nhưng giữa đôi môi Ân Vô Chấp là hương trái cây mát và ngọt. Chẳng ai mách bảo, Khương Ngộ chậm chậm giơ tay, khẽ khàng vòng qua lưng hắn. Nụ hôn nóng rực hạ xuống nốt ruồi nhỏ trên vai y, Ân Vô Chấp nghiêng đầu hôn vành tai y. Ôm y vào lòng một cách đầy kiềm chế. Tay Khương Ngộ níu chặt vạt áo hắn, để mặc hắn giải những nụ hôn lên trán và tóc mình, nghe hắn gọi Khương Ngộ. Ân Vô Chấp nói, ta thích người. Không phải Khương Ngộ ngày trước,
cũng không phải hôn quân mà người đã kể, ta thích người, không liên quan tới họ. Khương Ngộ nói, tên của ta thuộc về người khác, cơ thể của ta thuộc về người khác, ta chẳng có gì. Người là người, ta thích người vì người chẳng có gì, thích cái vẻ ủ ê lười biếng của người. Những kẻ khác mà người nhắc đến, dù là vị hoàng đế cần cù trong sạch hay là tên bạo quân mắt mù tai điếc, cũng đều không liên quan tới ta. Tên ngươi là do y đặt, Ân Vô Chấp ngỡ ngàng chớp mắt, sao cơ? Y dạy ngươi tiếng phổ thông, đặt tên cho ngươi, sau đó ngươi còn nói sẽ ở bên y mãi mãi, ngươi cố gắng đến vậy là để được xứng với y. Ân Vô Chấp, ngươi thích ta không cần lý do là bởi trước đây y đối xử với ngươi rất tốt. Khương Ngộ dầu dĩ nói, vì y đối xử tốt với ngươi nên ngươi thích y, cũng vì thế nên dù ta chỉ là một tên cô hồn dã quỷ chiếm lấy cơ thể này nhưng ngươi vẫn còn lưu luyến. Ngươi nói gì vậy? Khương Ngộ ngẩng đầu, nói thật chậm, ngươi có từng nói sẽ mãi mãi ở bên y không? Sao ta lại phải nói thế? Khương Ngộ, y đã biết hết nên cũng chẳng chờ trông mong gì vào đáp án, nhưng y không ngờ Ân Vô Chấp lại nói dối mình. Y hơi đẩy hắn ra, động tác nhẹ bẫng, Ân Vô Chấp vẫn cứ tiếp tục ôm rồi cau mày, sao người lại biết những chuyện đó? Hương cố nhân, y đáp, ta ở lại cơ thể Khương Ngộ nên thấy hết rồi, từ ngày bé tí ngươi đã bảo ngươi thích y. Ân Vô Chấp nhìn y, Khương Ngộ lại nói, thế mà ngươi không nhận, ta chẳng biết người đang nói gì. Khương Ngộ, y không thích tranh cãi, đặc biệt là tranh cãi về một việc đã có đáp án rõ ràng, vì kết quả dù sao cũng không thay đổi nếu một trong hai thắng cuộc. Nếu y đã thấy cảnh tượng kia trong trí nhớ của nguyên chủ rồi thì Ân Vô Chấp có nhận hay không cũng thế thôi. Y lười nổi giận, cũng lười sửa lời hắn, nhưng Tang Phê không ngờ Ân Vô Chấp lại là con người như thế. Ân Vô Chấp cảm nhận tâm trạng đó, bèn giơ tay nâng cằm y, ta bị mất trí nhớ. Khương Ngộ, y không muốn nói chuyện với Ân Vô Chấp, nghe những lời dối trá chỉ tổ mệt thân. Ta thực sự không nhớ gì hết, trước khi bị người gọi vào cung, đến cả bóng dáng, Khương Ngộ, ta còn chẳng biết tròn méo thế nào. Khương Ngộ, nói dối. Nói dối kiểu này mà Ân Vô Chấp cũng nói được. Ánh mắt y cũng ủ ê như biểu cảm, Ân Vô Chấp đáp thật mà. Mẹ ta cũng từng nhắc tới chuyện Tư Điện Hạ dạy ta tiếng phổ thông, nhưng ta thực sự không nhớ bất cứ thứ gì. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Khương Ngộ, tên ta không phải Khương Ngộ, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chấm, trông còn ủ ê hơn ban nãy. Ân Vô Chấp tựa chán vào chán y, hỏi thế tên người là gì? Tang Phê, người không có tên. Ân Vô Chấp nói, vậy thần đặt tên cho người nhé. Có, y chẳng thèm để tên lừa đảo này đặt tên cho đâu. Thế người tên gì? Ra ra, Ân Vô Chấp, tổ tông, được chưa? Đừng có nói chuyện với tổ tông. Người tin ta đi, ta thực sự không nhớ Khương Ngộ lúc trước, trong trí nhớ của ta chỉ có một Khương Ngộ là người thôi. Lần đầu tiên ta gặp người là ở trong cung, hôm ấy trời mưa, người ngồi trên ghế, ta lấy thân chuộc Trần Tử Diễm. Ngươi đừng có nói chuyện với ta, y ngày càng rầu rĩ, giọng yếu ớt tới nỗi gần như chẳng nghe được. Nhưng Ân Vô Chấp vẫn chưa chịu thôi, người nghĩ ta cố tình nói dối, người nghĩ ta thay lòng đổi dạ, vì thích người nên không còn quan tâm tới Khương Ngộ mà ta từng thích trong quá khứ hay sao? Người đang vu oan cho ta đấy. Khương Ngộ không ngờ đến cả chuyện này mà hắn cũng đoán được, y hé một mắt ra nhìn Ân Vô Chấp, hắn tỏ vẻ ấm ức, ta chưa từng thích bất cứ ai trừ người. Người mà dùng một lý do nực cười đến thế để từ chối ta thì ta sẽ không chấp nhận đâu. Ân Vô Chấp chặn môi y lại, nếu không phải hai người đang ngồi trong hốc cây thì chắc chắn hắn sẽ cho y biết cảm giác bị vấy bẩn là thế nào, nhưng bây giờ thì không được. Từ, vụ oan, ở trên và, vấy bẩn, ở đây cùng là chữ Umie. Hắn cố kiềm chế để buông tay, người nghĩ ta thích Khương Ngộ ban đầu nên mới không muốn đi cùng ta. Khương Ngộ hơi thở dốc. Giờ Ân Vô Chấp biết căn thời gian sao cho chuẩn xác rồi, lần nào hắn cũng hôn cho y giờ sống giờ chết rồi mới dứt ra, như thể chỉ còn một bước là y có thể thăng thiên nhưng lại không bước nổi vậy. Tang Phê giơ tay túm một lọn tóc dài trước ngực Ân Vô Chấp bằng chút sức lực thậm chí chẳng đủ để uy hiếp hắn, hắn tiếp tục hỏi có phải không? Tang Phê, buồn ngủ, nói chuyện cho xong rồi ngủ tiếp. Khương Ngộ vùi mặt vào ngực hắn, quả. Ân Vô Chấp cầm một quả dại đưa tới bên miệng y, Tang Phê há miệng. Ịn một dấu răng lên đó. Y dài, Ân Vô Chấp cắn phần vỏ đi, Tang Phê mới bắt đầu chậm chậm gặm ăn như chuột đồng. Gặm xong thì mệt, y lại chẳng động đậy gì nữa. Ân Vô Chấp lên tiếng, giờ người nói rõ được rồi chứ. Tang Phê buồn ngủ thật, hắn hỏi thêm mấy câu mà y vẫn chẳng nhúc nhích,
đến khi cúi xuống xem mới phát hiện y đã ngủ. Khương Ngộ, hắn chần chừ, người ghen sao? Ân Vô Chấp không dám ngủ quá say giữa rừng sâu. Tới đêm khuya, hắn bỗng bị đánh thức bởi tiếng đao kiếm. Mưa lại rơi tí tách, Ân Vô Chấp nhìn Khương Ngộ đang say ngủ, hắn muốn để y lại đây nhưng sợ bị người ta phát hiện, nếu cõng y theo thì không tiện dò xét động tĩnh. Có đưa y theo hay không thì hình như cũng đều nguy hiểm, cuối cùng Ân Vô Chấp đành chọn canh giữ bên y. Tiếng đao kiếm càng lúc càng vang, cũng càng lúc càng gần, những ánh đuốc xẹt qua soi sáng cơn mưa bụi. Hắn nhanh chóng nhận ra đó là người của cha mình và Triệu Trừng. Định Nam Vương hét to, bệ hạ ở đâu thế? Cuối cùng họ cũng tới. Ân Vô Chấp níu chặt vai Khương Ngộ một lúc lâu, cuối cùng cõng y lên rồi chui ra ngoài, chưa đi được quá 10 trượng đã nghe tiếng sáo réo rắt. Những âm thanh xì xì vang lên ngay cạnh, vô số rắn độc thò xuống từ trên cây, lít nhít bao quanh Ân Vô Chấp. Khương Ngộ mở mắt, nhìn về phía trước theo tầm mắt hắn. Mưa bụi càng lúc càng dày, khiến mái tóc cả hai nhanh chóng ướt nước. Một bóng người đứng thổi sáo trên ngọn cây trước mặt, tóc bạc áo xanh, trên eo là một ngọn đèn lưu ly màu đỏ đậm, gương mặt trẻ măng nhưng lại bình thản, hệt như cơn sóng ngầm dưới mặt nước tĩnh lặng. Quốc sư nước Triệu, Khô Ngân, thì ra tiểu tướng quân nhận ra tại hạ, gã cất ống sáo, mỉm cười. Tiểu tướng quân hãy để bệ hạ của cậu lại đây đi, ta sẽ cho cậu một con đường sống. Quốc sư nước Triệu có pháp thuật lưu giữ thanh xuân, nghe đâu thực ra đã hơn trăm tuổi. Ân Vô Chấp khẽ xốc Khương Ngộ trên lưng, cau mày, ngươi muốn làm gì? Thái tử điện hạ muốn đón mẫu thân về nhà, ta là bề tôi, đương nhiên phải gắng sức thực hiện mong muốn của ngài ấy. Khô Ngân đáp, tiểu tướng quân nể tình lão già này đi vạn dặm đường xa tìm tới mà tạo điều kiện chút đi. Đừng hòng, sao phải bướng bỉnh quá vậy? Gã khẽ xoay ống sáo, hai ta cũng coi như có quen biết, ta thề trên danh nghĩa quốc sư, sẽ không chạm vào một sợi tóc của y. Ai thèm quen biết với ngươi? Quốc sư nhíu mày, rồi lại mỉm cười, tiểu tướng quân thực sự đã quên rồi nhỉ? Ánh nhìn của gã chạm phải đôi mắt trong veo như thủy tinh của Khương Ngộ. Tang Phê chậm chậm trèo xuống khỏi lưng Ân Vô Chấp, hắn lập tức quay lại nhìn y, bệ hạ. Chẳng phải ngươi đã đồng ý để ta đi tìm cái chết hay sao? Ân Vô Chấp nói, dù thế người cũng không thể chết chỉ vì đám thú vật này được. Gã nói sẽ không giết ta, ai mà biết tên này có đáng tin hay không? Ta tin gã, Ân Vô Chấp tỏ vẻ ngờ vực, người tin quốc sư nước Triệu. Ta từng gặp gã, dù từng gặp mặt, người cũng không thể. Ân Vô Chấp hơi khựng lại. Cái gì, Khương Ngộ đã bao giờ rời khỏi kinh thành đâu? Khương Ngộ quay sang nhìn Khô Ngân, nghiêm túc nói, ta từng gặp gã khi đang làm quỷ hồn. Khô Ngân cất ống sáo ra sau lưng, nhảy từ cành cây này sang cành cây khác nhẹ bẫng như chim yến, thật khó mà tưởng tượng trên đời này lại có kẻ giỏi khinh công tới vậy. Ân Vô Chấp lập tức đứng chắn trước mặt Khương Ngộ, tỏ vẻ cảnh giác. Hắn nhẹ giọng, dù có là lúc làm quỷ hồn thì người cũng không thể gặp kẻ này được, lúc đó lẽ ra gã chết lâu rồi. Khương Ngộ, tuy Ân Vô Chấp nói cũng có lý, nhưng đúng là y nhớ được gương mặt này. Ta rất vinh dự vì được bệ hạ nhớ tới. Khô Ngân nhanh chóng đặt chân lên một cành cây thấp nhất, rõ ràng nhìn xuống Khương Ngộ từ trên cao nhưng lại chẳng có tới nửa phần ngạo mạn. E rằng cũng vì vậy mà gã sống được rất lâu. Khương Ngộ nhỏ giọng nói với Ân Vô Chấp, trước đây từng có rất nhiều đạo sĩ muốn bắt ta đi đầu thai, nhưng chưa kẻ nào từng thành công cả. Sau đó một đạo sĩ xuất hiện, nghe nói là mời được tổ sư gia đã sống mấy ngàn năm, tổ sư gia của tên đó trông rất giống người này. Ân Vô Chấp hoang mang, sao có thể thế được? Khương Ngộ nói, ngươi không tin ta. Không phải không tin, chỉ là, tìm thấy rồi, giọng Triệu Trừng bỗng vang lên. Hắn ta đứng trước mặt hai người, nhíu mày, đúng là quốc sư có cách. Gương mặt Khô Ngân lạnh nhạt, chẳng biết gã đang nghĩ gì. Người đâu, bắt lấy chúng. Đừng chống cự, Khô Ngân cất lời, tiểu tướng quân khổ sở lắm mới cầu được kiếp này, chắc cậu không muốn chết sớm đâu nhỉ. Ân Vô Chấp nắm ám tiễn trong tay, sát khí dần xuất hiện. Khương Ngộ cụp mắt níu tay hắn, y thực sự từng gặp Khô Ngân. Nếu Khô Ngân có thể sống lâu tới vậy thì có lẽ lời gã nói bây giờ cũng không phải giả. Những ngôi chùa miếu, những lá cờ chiêu hồn, cả nốt ruồi sẫm như màu máu, đều là minh chứng cho việc Ân Vô Chấp đã điên vì nguyên chủ. Thì ra kiếp này thực sự có được nhờ hắn khổ cực van cầu. Tiếc là lại bị Tang Phê phá hỏng mất, một mũi tên ngắn được nhét vào tay y, Ân Vô Chấp quay sang, ta sẽ ở bên người. Hắn muốn Khương Ngộ dùng thứ đó mà chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trời sáng,
Định Nam Vương dẫn binh sầm mặt chờ tại lối rẽ, xe ngựa của Thái Hoàng Thái Hậu cũng tới, bà bình tĩnh bước xuống, được mấy người hầu đỡ tay. Triệu Trừng vô thức nhìn người đàn ông đứng cạnh, quốc sư. Gã đáp, chúng ta cũng có thành ý mà. Thực ra Triệu Trừng đã yên tâm ngay từ khoảnh khắc trông thấy gã. Vị quốc sư này trông rất trẻ nhưng lại thần bí khó lường, pháp thuật cao tay, đến cả tiên hoàng và phụ thân hắn ta đều phải nể trọng gã. Xưa nay gã gần như không lộ diện, giờ lại đồng ý tới giúp hắn ta đi đón mẫu thân, Triệu Trừng dù sao cũng thấy hơi bất ngờ. Diêu Cơ ngồi xe tù mà đến, thị bước xuống, liếc thoáng qua Triệu Trừng ở phía xa rồi dán mắt vào Khương Ngộ. Nơi này là lối vào hẻm núi, đôi bên rất khó giao tranh, nếu không phải Khương Ngộ còn nằm trong tay quân Triệu thì tất nhiên nước Hạ sẽ không cho phép chúng làm càn trên lãnh thổ mình. Mái tóc dài của Diêu Cơ xóa tung, chân vẫn còn bị xích, thị chậm chậm bước về phía người nhà. Triệu Trừng không kiềm chế nổi mà rộm tiến lên, lại nghe có người lạnh giọng nhắc Điện Hạ. Hắn ta dừng bước, dằn lòng lùi lại. Khương Ngộ cầm tay Ân Vô Chấp, có lẽ đây là lần đầu tiên y chủ động nắm tay hắn dắt đi. Bệ hạ, Khương Ngộ dừng lại trước mặt Diêu Cơ, nhìn thẳng vào mắt thị. Thị bắt đầu rưng rưng, Ngộ Nhi, con theo mẹ về nhà được không? Con về rồi mẹ sẽ có cách giúp con quên đi tất thảy ở vùng đất này, chúng ta cùng về nước Triệu mà sống cho ra sống. Khóe mắt Triệu Trừng đỏ ửng, hắn ta biết trong lòng mẫu thân chỉ có Khương Ngộ, dù hắn ta biết y là đứa con thị dứt ruột đẻ ra, lại bầu bạn với thị lâu nhất, thị thiên vị y cũng là chuyện đương nhiên, nhưng vẫn không kìm nổi lòng ghen tị. Rõ ràng hắn ta cũng có thể có đầy đủ cả cha và mẹ, có tuổi thơ đẹp đẽ, nhưng chỉ vì dã tâm của kẻ nắm quyền mà mẫu tử phải chia cách bao năm. Ngộ Nhi, Diêu Cơ nức nở, mẹ thực sự chỉ muốn đưa con về nhà, mẹ lợi dụng con, cũng chỉ vì muốn đưa con về nhà thôi. Ân Vô Chấp nắm chặt tay Khương Ngộ, Định Nam Vương ho nhẹ một tiếng, Ân Vô Chấp. Hắn chỉ đành buông tay rồi nói, ta đợi người. Thái Hoàng Thái Hậu to tiếng, con còn đợi gì nữa, cháu ngoan của ta. Mau về với Hoàng Tổ Mẫu đi nào. Văn Thái Hậu bước lên một bước, nói bằng giọng đầy căm hận, chuyện đã đến nước này rồi, người còn giả vờ đáng thương làm gì nữa hả Diêu Cơ. Ngộ Nhi, con đừng để mấy lời chót lưỡi đầu môi của cô ta lừa nữa, người thân của con ở bên này. Khương Ngộ siết chặt mũi tên ngắn trong tay, chán nản. Y gục đầu xuống, thầm nghĩ, cứ thế đi, dù sao tạm thời cũng chưa chết được. Một bàn tay túm lấy tay y, Diêu Cơ gọi, Ngộ. Đừng chạm vào ta, một giọng nói vang lên trong đầu y. Khương Ngộ xoay người, để lộ đầu mũi tên đen nhánh. Ống tay áo phất phơ, Ân Vô Chấp vốn đang quay lưng đi chợt dừng bước. Bao năm chinh chiến giúp hắn biết đó là tiếng mũi tên đâm xuyên da thịt. Hắn xoay người, máu tươi đỏ thấm nhuộm đầy đôi mắt hắn. Ân Vô Chấp, ta hận bà ta. Một giọng nói thì thầm bên tai hắn. Ngươi giúp ta giết bà ta nhé. Hắn lẳng lặng nhìn đôi tay Khương Ngộ đẫm máu tươi. Hắn chậm rãi bước tới. Bệ hạ, hắn đỡ lấy y, người sao thế? Trước ngực Diêu Cơ là mũi tên đen nhánh, thị sụi lơ quỳ xuống, máu tươi trào ra khỏi cổ họng. Triệu Trừng bị Khô Ngân kéo ra sau, hắn ta rít lên, Khương Ngộ, tên điên, người giết mẫu thân thì người cũng sẽ chết, người cũng sẽ chết. Ân Vô Chấp, tên điên, người giết mẫu thân ta thì Khương Ngộ cũng sẽ chết. Ân Vô Chấp vuốt ve gương mặt Khương Ngộ, cục mi, nốt ruồi son đỏ tươi và ươn ướt. Thật là, lúc nào cũng phải khiến ta đau. Lời tác giả, Tang Phê, chết rồi chết rồi chết rồi. A Chấp, ồ, Real Nốt, Tang Phê đã chấp nhận ở lại. Nhưng một cái chạm từ Diêu Cơ khiến ẻm xuống tay trong vô thức. Đủ hiểu nỗi ám ảnh mà thị đã gây ra lớn đến mức nào. Thực ra mình có đọc được một bạn nói Diêu Cơ cũng là kẻ đáng thương, thân gái trôi giặt nơi xứ người, rõ ràng đã có chồng con mà lại phải gửi thân cho kẻ địch, khi người thân thị chết thì tất cả mọi người xung quanh đều ăn mừng. Đúng, thị cũng từng bị hãm hại, cũng là người đáng thương. Nhưng mọi người phải hiểu là sự ngược đãi và gò ép thị giáng xuống Khương Ngộ ban đầu chỉ là để tranh đoạt trong chốn hậu cung, để thỏa mãn ham muốn quyền lực của Diêm thị. Thị muốn Khương Ngộ lên ngôi để trở thành thái hậu cao quý, mãi sau cha chết và con trai tìm tới thì thị mới móc nối với nước Triệu và thực hiện cái gọi là cống hiến vì quê hương. Diêu Cơ có thể yêu thương Khương Ngộ, nhưng người thị yêu nhất vẫn là bản thân thị mà thôi. Như trong những chương trước, đứa con đang vật vờ muốn chết, thị lại chỉ lo cho vết thương trên trán mình. Thị có khóc, có van nài Khương Ngộ đến đâu thì cũng chẳng xứng với chữ mẹ. Cá nhân mình thì không thể đồng tình với Diêu Cơ, và thị là nhân vật có kết cục thê thảm nhất chuyện mà mình cho rằng rất xứng đáng.
Mà Diêu Cơ với Triệu Trừng thực sự tin là vua Triệu sẽ tha cho Khương Ngộ ấy à? Mặt cười, làm đóe gì có thằng nào dại mà đi giữ cựu hoàng nước Địch kiêm con riêng của chính thê dưới mí mắt. Khương Ngộ mà có bị nước vào đầu rồi theo Diêu Cơ thật khéo còn chưa chạm nổi chân xuống đất Triệu đã đầu lìa khỏi cổ. Chương 79, mũi tên đen nhánh kia bị Khương Ngộ tự tay găm vào ngực Diêu Cơ. Đôi người thị run rẩy, nét mặt ngỡ ngàng chẳng dám tin. Đây là con trai thị. Nhưng trong khoảnh khắc đâm mũi tên ấy vào thị, trên mặt nó lại chẳng có chút xúc cảm nào. Không có căm hận, không có sung sướng, không có đau khổ, lại càng không có do dự và băn khoăn. Thị chợt nhớ, Khương Ngộ ngày trước không phải vậy. Lúc mới được sinh ra nó rất thích cười, khi được phụ hoàng ôm thì sẽ cười khanh khách, được mẫu phi hôn cũng cười khanh khách, cặp mắt như hai quả nho đen cứ cong cong, cái miệng bé xinh nhoẻn ra, để lộ phần nướu non nớt chưa nhú chiếc răng nào. Từ bé Khương Ngộ đã thông minh lanh lợi hơn đám trẻ khác, chưa đến 2 tuổi đã biết đi, biết tự tìm người khác đòi kẹo, dù Thái Hoàng Thái Hậu có không thích nó vì thấy thị chẳng vừa mắt thì lần nào gặp cũng thưởng cho nó chút kẹo ăn. Ngay cả Tiền Hoàng Hậu cực kỳ ghét Diêu Cơ cũng không nỡ đẩy nó ra khi bị ôm chân. Ngày bé biểu cảm của nó rất đa dạng, lúc bị thị túm tóc thì sẽ gào toáng lên, giận thì bĩu môi, buồn bực thì cau mày, đã khóc là khóc ầm trời. Mỗi lần tiên đế không tới điện Tử Vân vì bận rộn, nó sẽ dùng cơ thể bé xíu chủ động chui vào lòng phụ hoàng, bị phụ hoàng đẩy ra thì lại chui, chui tiếp, cuối cùng phụ hoàng chẳng nỡ đẩy nó ra thêm lần nào nữa. Thị là thiên kim nhà họ Hạ của nước Triệu, nhan sắc tuyệt trần, dù có tới đâu cũng là tiêu điểm được tất cả mọi người chú ý, dù có tới đâu cũng cao cao tại thượng. Nhưng trong chốn hoàng cung này, thị, ải nhận hết mọi lời chế giễu. Khi ấy Thái Hoàng Thái Hậu không bao giờ mời thị mỗi lần bà tổ chức yến tiệc, Khương Ngộ chạy tới quấn quýt bên bà vài ngày, bà mới bất đắc dĩ đồng ý để thị đi. Dĩ nhiên Khương Ngộ không muốn thị biết chuyện này là do mình xin xỏ được, nên nó nói với Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng tổ mẫu hãy mời mẫu phi như mời những người khác nhé, Ngộ Nhi truyền lời thì không tính, mẫu phi cũng cần thể diện nữa mà. Thái Hoàng Thái Hậu tức cười, chung quy vẫn cho người tới mời thị. Sau này biết được. Thị nhéo má nó, sao mà chẳng biết xấu hổ gì hết. Nếu hoàng tổ mẫu thích Ngộ Nhi thì sau này người sẽ không đối xử lạnh nhạt với mẫu phi nữa. Thị biết Khương Ngộ đang cố đối xử tốt với thị và muốn khiến thị vui bằng cách của riêng mình nó, cũng từng vì thế mà rất cảm động. Nhưng thị vẫn luôn hiểu rõ một điều, muốn sống sót trong hoàng cung này, muốn có địa vị cao hơn kẻ khác, thị chỉ có thể dựa vào mình Khương Ngộ. Ở đất nước này thị không có người thân, cũng chẳng có địa vị. Ngay cả bạn bè cũng không, mọi vinh quang thị nắm giữ đều đến từ người đàn ông cao cao tại thượng kia. Nhưng ai mà biết bao giờ hắn ta sẽ thôi sủng ái thị. Ban đầu thị thực sự chỉ vì hư vinh, chỉ biết sống cho bản thân mình, thị muốn sống ở nước Hạ, muốn trèo lên vị trí cao hơn nữa. Thị không thích bị người khác coi thường, cũng không thích ánh mắt khinh bỉ của Thái Hoàng Thái Hậu, lại càng không thích cái vẻ kiêu ngạo cao quý của Tiền Hoàng Hậu khi ấy. Vì vậy thị càng lúc càng quá quát. Ép Khương Ngộ tập võ, nó học ở Quốc Tử Giám xong thì lại phải về cung làm tiếp bài tập thị giao cho, trong lúc những đứa trẻ khác vẫn chưa học cưỡi ngựa bắn cung, Khương Ngộ đã bắt đầu luyện dương cung trong điện. Thị nghĩ, chỉ khi nó lớn lên và thành hoàng đế thì mình mới có ngày ngẩng cao đầu. Khương Ngộ buông tay, mũi tên găm trong ngực thị, nước mắt chảy đầy gương mặt được bao người tán thưởng, thị chậm chậm ngã xuống. Thị từ từ thuần phục nó, biến nó thành một công cụ chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Dần dà nó không cười nữa, không tự tiện đối xử tốt với thị nữa, coi lời thị như thánh chỉ. Dần dà nó không đòi ăn kẹo nữa, không đòi chơi với các anh trai nữa, cũng không chủ động tới gần tiên đế nữa. Thị vẫn còn nhớ một ngày tiên đế tới đúng lúc Khương Ngộ vừa luyện bắn tên xong, thị sốt ruột muốn y thể hiện tài năng trước mặt phụ hoàng ngay lập tức, Khương Ngộ bị thị lôi tới trước mặt hắn ta. Tiên đế hiền từ nói, con rất giỏi, còn nhỏ thế này mà nghe nói đã bách phát bách trúng rồi. Khương Ngộ bình tĩnh nhìn phụ hoàng mình, tiên đế khi ấy hoàn toàn chưa biết chuyện, chỉ thấy lạ vì thằng bé đã thay đổi nên vô thức quay sang phía thị. Diêu Cơ vội vàng giơ tay, trông thì có vẻ như đang vỗ vai nhưng thực ra lại là cấu nó một nhát, con còn không mau bắn cho phụ hoàng xem đi. Đứa bé này sợ đau, từ nhỏ đã chỉ sợ đau. Ngày trước thị hơi mạnh tay với nó là nó đã chảy nước mắt, nhưng ngày ấy nó chỉ hơi rụt người, kéo cung, làm đúng theo những gì thị muốn. Tiên đế quả thực rất vui, thị nhân đó mở miệng, Ngộ Nhi muốn cùng tham gia hội săn mùa thu năm nay. Hội săn mùa thu, nó còn bé quá,
nếu cưỡi ngựa một mình thì chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Không sao đâu ạ, Ngộ Nhi thích lắm. Lúc quay đầu thì phát hiện Khương Ngộ vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, bèn gọi nó, Ngộ Nhi. Nó rất ngoan ngoãn, vâng, Ngộ Nhi thích. Trong hội săn mùa thu năm ấy, đứa bé mới 8 tuổi chen chân vào một trong 3 vị trí đầu, được tất cả mọi người vỗ tay khen ngợi. Nó nổi danh khắp kinh thành, ai ai cũng biết nó có tài năng trời phú, văn võ song toàn. Máu tươi trào ra từ trong họng, thị nhớ lại tất cả, đôi mắt đầy trống rỗng và mê man. Thị sai rồi ư, hoàng gia không có thân tình, thị ép Khương Ngộ lớn lên cũng là bởi muốn tốt cho nó. Nếu không nhờ thị, sao nó có thể trở thành hoàng đế được? Thị thấy Khương Ngộ cũng đang ngã xuống. Sao nó phải làm vậy? Nó có biết thực ra thị đã hạ trùng độc cho nó hay không? Trùng độc mẫu tử cộng sinh. Khương Ngộ không biết một chuyện. Trong giấc mơ ấy, lúc rời đi tiên đế nói sẽ tới Điện Tử Vân, thực ra hắn ta tới tìm thị. Hôm ấy Diêu Cơ bị Thái Hoàng Thái Hậu tra tấn bằng cực hình, thị bị giam trong Điện Tử Vân, thương tích đầy người. Trên tay thị vẫn còn đầy vết kim châm. Thái Hoàng Thái Hậu là người thủ đoạn và tàn nhẫn, bà vốn rất ghét thị, lúc xuống tay dĩ nhiên sẽ không chút lưu tình. Thị tưởng tiên đế tới cứu mình, nhưng người đàn ông đó lại lẳng lặng ngồi trên ghế mà nhìn xuống thị đang co người nằm dưới đất. Mẫu hậu không thích ngươi, muốn cho ngươi một bài học, trẫm cũng chẳng thể nhúng tay vào. Từ nay Ngộ Nhi sẽ được giao cho Cẩm Văn nuôi dạy, ngươi đừng tới gần nó nữa. Hắn ta để mặc cho Thái Hoàng Thái Hậu dùng cực hình với thị, hắn ta không cứu thị và cũng không an ủi thị. Giờ phút ấy, thị hiểu ra rằng, hiệu quả của gương mặt mang lại bao sủng ái cho thị đã bị mài mòn gần hết qua từng ngày một. Thị sợ sẽ bị giết nên không dám lại gần Khương Ngộ trong vài năm sau đó. Thị phát hiện Triệu Trừng kết bạn với Khương Ngộ, hai người lén lút quen biết nhau. Để bảo vệ thị, Triệu Trừng ho thị một cặp trùng độc, ban đầu thị sợ Khương Ngộ sẽ hận mình nên không dám dùng. Nhưng sau đó tin tức cha và anh trai thị chết trận được truyền về từ tiền tuyến, cả nước đại hạ ăn mừng. Thị đứng lẫn trong biển người, nhìn những gương mặt hân hoan ấy mà chợt có cảm giác buồn nôn. Đó là lần đầu tiên thị bắt đầu căm hận quốc gia này, thậm chí còn căm hận cả bản thân vì đã muốn đạt được vị trí cao hơn ở nước hạ. Chuyện hạ trùng độc cho Khương Ngộ quá sức dễ dàng, thị rất chột dạ, không dám để nó phát hiện ra nhưng cũng nhất định phải để những người khác không dám đụng đến nó. Vì thế thị chọn một thời cơ thích hợp để tiết lộ cho tiên đế biết. Khi ấy thái tử đã chết, Tề Vương tàn phế, Ninh Vương bệnh nặng, tiên đế đã bắt đầu nghi ngờ và âm thầm điều tra thị, nhưng chưa kịp điều tra rõ ràng đã lâm bệnh. Biết được chuyện này, hắn ta cực kỳ khiếp hãi nhưng cũng chẳng thể làm gì. Vì thế, trước khi lâm chung, tiên đế hạ lệnh rằng không một ai được đụng đến thị. Những người ngoài cuộc và cả Khương Ngộ đều cho rằng đó là bởi thị được sủng ái quá mức. Chỉ có Diêu Cơ biết tiên đế đang bảo vệ Khương Ngộ. Tình yêu hắn ta dành cho đứa bé ấy đã vượt khỏi tình yêu dành cho thị từ lâu. Nhưng với thị mà nói thì chuyện này chẳng có gì không tốt, mục đích của thị chính là để Khương Ngộ trở thành thánh nhân được toàn bộ nước hạ nâng đỡ, quang minh chính đại bước lên ngai vàng. Nhưng bây giờ, vị thánh nhân ấy lại ngang nhiên ra tay giết mẹ trước mặt bao nhiêu con người. Thị nghĩ chắc chắn nó điên rồi. Nhưng lại nhớ đến đứa trẻ dần luyện thành thói quen biết dậy từ sáng sớm để tập võ và luyện chữ mà không cần thị đốc thúc, nhớ đến thiếu niên không để tâm tới tính mạng mà gấp gáp lao vào biển lửa, nhớ đến thiên tử im lặng ngồi nhìn bí mật giữa họ bị phanh phui. Cuối cùng thị nhớ đến cái ngày nọ, nó buông tay khỏi xích đu, tung mình giữa không trung. Thị nhớ đến vẻ mặt của nó lúc ấy, bình thản, bình yên, thậm chí còn có vẻ ao ước. Nó không điên. Nó đã lên kế hoạch cho cái chết này từ rất lâu về trước. Thị ôm lấy vết thương, máu và nước mắt cùng trào ra. Vào khoảnh khắc mũi tên đâm thủng lồng ngực Diêu Cơ, Khương Ngộ cảm nhận được cơn đau rất rõ ràng. Nhưng y vẫn dồn sức ấn nó vào sâu thêm nữa. Y không phải nguyên chủ, y giết chết người đàn bà này mà không hề thấy khổ sở chút nào. Nếu không có quan hệ mẹ con ruột thịt thì với nguyên chủ thị chính là kẻ địch. Giờ phút này, đối với Khương Ngộ, thì cũng chỉ là công cụ để y tìm đến cái chết mà thôi. Ngoài ra chẳng còn tác dụng nào khác, y được người ta đỡ lấy, đối diện với đôi con ngươi đen thăm thẳm kia, thấy rõ nốt ruồi son nằm nơi khóe mắt. Không còn như ẩn như hiện, mà đã thực sự mọc ra. Nốt ruồi ấy chỉ lớn hơn đầu mũi kim một chút nhưng nhờ sắc đỏ tươi mà lại khiến gương mặt đẹp đẽ kia nổi bật hơn hẳn, trở nên đầy mê hoặc trong phút chốc. Thật là, lúc nào cũng phải khiến ta đau. Đôi môi Khương Ngộ khẽ giật, ta không biết. Phản ứng trên cơ thể y chậm hơn một chút so với Diêu Cơ,
nhưng máu vẫn trào ra. Ân Vô Chấp dùng tay đỡ lấy những giọt máu đó, giọng rất nhẹ, người nói gì? Ta, chỉ muốn, báo thù cho Khương Ngộ. Bà ta xấu lắm. Y nói dối, bà ta hạ trùng độc cộng sinh cho ta. Thì ra người biết hết. Khương Ngộ gian nan gật đầu. Càng lúc càng nhiều máu trào khỏi họng y, chảy xuôi theo bàn tay Ân Vô Chấp mà nhỏ xuống đất, những giọt máu sền sệt, trông mà giật mình. Y muốn nói với Ân Vô Chấp rằng y không biết nếu giết Diêu Cơ thì mình cũng sẽ chết, y chỉ muốn báo thù cho nguyên chủ, người đàn bà này thật xấu xa, thị dám hạ trùng độc cộng sinh cho con trai của chính mình. Y muốn nói tất cả những chuyện này đều chỉ là ngoài ý muốn. Như thể nếu thế Ân Vô Chấp sẽ không đau đớn vì cái chết của y, sẽ không bị tổn thương thêm nữa. Ngươi, y giơ tay, bàn tay được hắn nắm thật chặt, máu cũng dính đầy tay y, Khương Ngộ của ngươi. Y muốn nói rằng nốt ruồi của Ân Vô Chấp đã mọc ra rồi, vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ giống hệt như những gì y đã nghĩ, nguyên chủ, cũng chính là Khương Ngộ của Ân Vô Chấp, sắp quay về. Nhưng y chưa kịp nói đã hoàn toàn mất đi ý thức. Bàn tay y tuột khỏi bàn tay Ân Vô Chấp, con người hắn chẳng hề dao động, có người xông tới, Thái Hoàng Thái Hậu chật vật hô lên, Ngộ Nhi, sao lại thế này, người đâu, ý thức đi xa rồi quay lại. Khương Ngộ mở mắt, trông thấy phần nóc giường quen thuộc, gượng gạo cử động trong bóng tối. Mọi thứ đều ổn, chỉ là ngực vẫn hơi đau. Y chớp mắt, lại nhìn lên tấm màn với vẻ do dự. Đó là tấm màn quen thuộc ở Điện Thái Cực. Kỳ lạ quá, không chết, chuyện gì thế này? Y cố ngồi dậy, vẫn rất nặng, bèn cứ thế nằm xuống. Tang Phê thấy hơi nản chí. Sao lại thế? Y vẫn chưa chết, đã đến nước này rồi mà vẫn còn chưa chết. Chuyện gì thế này? Nô tài tham kiến Thái Hậu, ta tới thăm Ngộ Nhi. Khương Ngộ quay sang, màn giường nhanh chóng bị xốc lên. Văn Thái Hậu hơi sừng sốt rồi nhanh chóng tỏ vẻ mừng rỡ, Ngộ Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Khương Ngộ há miệng, nàng lập tức sai người đi rót nước rồi tự tay đút cho y, con đã mê man gần 3 tháng rồi, có thấy không khỏe ở đâu thì cứ nói với mẫu hậu nhé. Khương Ngộ tìm lại được giọng nói của mình, Ân Vô Chấp đâu. Văn Thái Hậu nhìn y, dĩ nhiên nó ở phủ Định Nam Vương rồi, đây là chốn thâm cung, một nam tử như nó mà ở lại đây thì cũng không tiện. Khương Ngộ nói, vậy chấm, chúng ta đã tiến hành giao dịch với quốc sư nước Triệu, trả tiểu thư họ Hạ lại cho chúng, vậy là gã đồng ý cứu con. Văn Thái Hậu xoa đầu y, bây giờ con đừng nghĩ gì cả, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ân Vô Chấp, Khương Ngộ ngẫm nghĩ, bảo hắn tới gặp chấm. Văn Thái Hậu nhíu mày, nó ở phủ Định Nam Vương ấy. Nếu con muốn gặp nó thì đợi vết thương lành hẳn cũng chưa muộn. Nàng càng không muốn cho Khương Ngộ gặp thì Khương Ngộ càng muốn gặp. Y không chết, nguyên chủ cũng chẳng quay về, chắc chắn Ân Vô Chấp đã rất khổ sở trong khoảng thời gian vừa qua. Văn Thái Hậu hết cách, đành phải sai người đi gọi Ân Vô Chấp vào cung. Ân Vô Chấp tới hơi chậm, mãi tới khi Thái Hoàng Thái Hậu cũng sang thăm Khương Ngộ rồi buộc y ăn hết bữa tối thì hắn mới thong thả bước đến. Văn Thái Hậu lau miệng cho Khương Ngộ. Nói với Ân Vô Chấp, bệ hạ muốn gặp con. Thôi, ta về trước. Hắn bước tới chỗ Khương Ngộ, ánh mắt ôn hòa, người nhớ ta sao? Khương Ngộ nhìn nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn, Ân Vô Chấp hơi khựng lại, chẳng biết tại sao ta đột nhiên có thứ này, lúc mẫu thân mới nhìn thấy còn tìm khăn lau cho ta một lúc lâu, mà lau thế nào cũng không sạch. Ân Vô Chấp, ngực đau, Ân Vô Chấp quỳ xuống, xoa cho y, sau này sẽ không còn ai có thể tổn thương người được nữa. Khương Ngộ nhìn bàn tay trên ngực mình, lại nhìn mặt hắn, ta đã lừa ngươi. Người lừa ta điều gì? Ta biết đó là trùng độc cộng sinh. Bàn tay Ân Vô Chấp dịu dàng xoa lồng ngực y thật chậm, không sao, ổn cả rồi. Ân Vô Chấp, ngươi giận, không giận. Ân Vô Chấp nhìn thẳng vào mắt y. Trong đôi ngươi ấy, những năm tháng và phong sương đã lắng đọng qua cả thế kỷ nay lại lần nữa chuyển động. Được nhìn bệ hạ thế này, đã là phúc phận ba đời của ta. Khương Ngộ mơ màng, Ân Vô Chấp cầm tay y đặt bên môi, hít thở qua những kẽ ngón tay y, hàng mi dày khép lại. Bệ hạ thơm quá, lời tác giả, Tang Phê, Real Note, dành cho các chị mẹ chưa biết thì nốt ruồi son mọc ra thực sự là dấu hiệu cho việc trở về, nhưng không phải của Khương Ngộ nguyên chủ, mà là của Ân Vô Chấp. Yep, giờ hắn ta có cả ký ức của kiếp trước lẫn kiếp này. Đến đoạn yêu đương rồi nha mấy bòe, chương 80. Hơi thở của Ân Vô Chấp phả vào ngón tay y, ấm áp chứ không rát bỏng. Khương Ngộ thoáng ngẩn ngơ, chẫm ngủ lâu thế,
Ai xử lý chính sự? Văn Thái Hậu đang tạm nắm quyền chấp trưởng triều đình. Ân Vô Chấp vừa nói vừa dùng những ngón tay cọ vào lòng bàn tay y. Bàn tay Khương Ngộ rất mềm, chẳng biết vì sao lại thấy hơi ngơ ngứa, y bèn vô thức rụt lại, sao ngươi tới muộn thế? Tay Ân Vô Chấp trống trơn, hắn hỏi, bệ hạ nhớ ta sao? Khương Ngộ không biết, nhưng vào khoảnh khắc phát hiện mình chưa chết, y nằm trên long sàng, vô thức cảm thấy lẽ ra Ân Vô Chấp nên túc trực cạnh mình mới phải. Y cũng chẳng nghĩ người đầu tiên tới thăm lại là Văn Thái Hậu. Ân Vô Chấp, y không hiểu, bèn hỏi, sao ngươi không túc trực bên trẫm? Lỗi ta, ngươi bận gì, chỉ là chút việc quân thôi. Trẫm sai người gọi ngươi, sao ngươi lại đến muộn? Ân Vô Chấp ngẩng đầu, giây lát sau mới cười mỉm, ta đi nấu canh đào mật cho bệ hạ. Khương Ngộ hỏi, ở đâu? Y vừa hỏi thì phía sau đã có tiếng động, Tề Hãn Miểu nheo mắt cười, ôm lồng thức ăn bước tới. Bệ hạ xem thế tử ra chu đáo chưa này, người nói muốn ăn đào, thế tử điện hạ vừa vào cung đã lập tức tới ngự thư phòng rồi. Người hãy mau nếm thử lúc còn nóng đi ạ. Lão đặt lồng thức ăn xuống bàn, mở nắp lồng, dâng bát. Cái bát không lớn, Ân Vô Chấp đỡ gọn lấy nó bằng một tay rồi bưng lên thổi, nếm thử xem. Tề Hãn Miểu đứng một bên cũng khích lệ, đây toàn là đào mới hái từ chùa Thỉnh Quốc đấy ạ, ngọt cực kỳ, trong canh không thêm chút đường nào đâu. Ân Vô Chấp ôn hòa nói, công công hãy cứ đi làm việc đi. Thưa vâng, Tề Hãn Miểu đáp, thức thời chừa không gian riêng lại cho hắn và Khương Ngộ. Một phần thịt quả đã tan ra trong khi nấu, một phần trở nên trong suốt, trông rất giống món thạch Khương Ngộ đã thấy ở thế giới ngàn năm sau. Y ăn thử một miếng, trong miệng ngập mùi đào, ngọt mà không ngấy. Đôi mắt trong veo sáng rực, ngon không, Khương Ngộ lại ăn thêm một miếng nữa, Ân Vô Chấp kiên nhẫn đút cho y. Nét mặt dịu dàng. Nửa bát canh đào trôi xuống bụng, Khương Ngộ lên tiếng sau một khoảng lặng dài, đây là lần đầu tiên trẫm ăn canh đào. Nếu bệ hạ thích thì sau này năm nào ta cũng nấu. Năm nào cũng nấu, Tang Phê không biết liệu mình còn ở lại trên đời được bao lâu, y không quá thích thế giới này, cũng không quá thích thân phận của bản thân trong thế giới này. Khương Ngộ ăn hết sạch một bát, Ân Vô Chấp bèn múc một bát nữa. Y ăn thêm tận nửa bát, đến lúc bụng no căng mới dừng lại. Ở một hơi đầy mùi đào. Ân Vô Chấp đặt bát xuống rồi lau miệng cho y, nếu người không ăn nữa thì thưởng phần thừa cho hạ nhân vậy. Khương Ngộ, người đâu? Ân Vô Chấp gọi, mang xuống đi. Khương Ngộ, hạ nhân nhanh chóng thu dọn phần canh đào còn sót lại. Ân Vô Chấp đứng dậy, ôm y ra ngoài hành lang rồi nói, đêm nay ánh trăng rất đẹp, bệ hạ ngắm một lát rồi đi ngủ sớm nhé. Khương Ngộ mê man suốt mùa xuân, khi tỉnh dậy thì thời tiết đã sang hè. Chỉ cần đặt chân ra hành lang là nghe được tiếng côn trùng rả rích. Ân Vô Chấp không ép y làm những chuyện y không thích nữa. Không ép y ăn những món cứng và khó nhai, cũng chẳng ép y ra ngoài đi dạo. Y nhìn trời một chốc, chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào, bèn gọi Ân Vô Chấp. Hửm, sao ngươi không ăn nốt canh đào của trẫm? Vài phút trôi qua, Ân Vô Chấp không trả lời. Khương Ngộ cũng biết câu hỏi của mình rõ là vô lý. Y âu sầu nghiêng sang một bên. Mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, không nói gì thêm nữa. Thần đã no rồi, một khoảng lặng trôi qua, Ân Vô Chấp khẽ dịch ghế, giơ tay xoay đầu y lại, sao bệ hạ lại hỏi thế? Chấm không chết, không chết, thì sao? Chấm, khó chịu ở đâu nào? Nhìn thấy ngươi, khó chịu. Bệ hạ muốn thần biến mất sao? Không, tỉnh lại không nhìn thấy Ân Vô Chấp, Khương Ngộ khó chịu, hắn thong dong tới chậm, y cũng khó chịu. Hắn không ăn phần canh đào còn thừa của y lại càng khó chịu. Y né tránh ánh nhìn của Ân Vô Chấp, đột nhiên lại ủ ê như muốn chết. Ghế nằm khá rộng, Ân Vô Chấp trèo lên, hai đầu gối kẹp hai bên sườn y, nâng cằm Khương Ngộ, bệ hạ nhớ ta. Không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật, hắn cúi xuống hôn y. Cái ghế này điều chỉnh được, chỉ cần ngả ra sau là gần như có thể nằm thẳng người. Mái tóc xõa trên lưng ghế, ánh trăng nép mình sau mây. Ghế nằm dần lắc lư, lại thêm những lọn tóc dài rũ xuống lúc ẩn lúc hiện. Cái ghế càng lúc càng đung đưa mạnh hơn, phát ra tiếng kẽo kẹt. Những ngón tay trắng nõn chật vật bấu lấy phần tay vịn. Điện thái cực lặng như tờ. Chẳng biết bao lâu sau, mái tóc dài được vén khỏi bả vai Khương Ngộ, có người chôn mặt vào cổ y, hơi thở bỏng rát. Y ngẩng đầu, mặt trăng bị mái hiên che khuất một nửa, nửa còn lại lạnh lẽo như nước. Cả người Khương Ngộ sụi lơ. Ngón tay khẽ gập, y nhanh chóng thiếp đi vì mệt dã rời.
Lúc Khương Ngộ Tình Ân Vô Chấp đang nằm ngay bên cạnh, y mơ màng mở mắt, vừa nghiêng đầu đã phát hiện hắn đang nhìn mình. Bệ hạ tỉnh rồi, mới giờ mão thôi. Ân Vô Chấp nhòm dậy, chống tay hai bên má Khương Ngộ, lớp chăn tuột xuống tận eo để lộ những đường cong đầy sức sống. Khương Ngộ, Ân Vô Chấp nói, Văn Thái Hậu bảo, để người nghỉ ngơi đàng hoàng. Hắn thở đều đều, cái gối Khương Ngộ đang nằm cũng theo đó mà lay lay, y đáp, phải ngủ. Ngủ ngoan, Ân Vô Chấp tựa trán vào trán y, ta sẽ chăm nom bệ hạ thật tốt. Khương Ngộ, lần thứ hai y tỉnh dậy đã là giữa trưa, khắp cơ thể tê dần, há miệng mới thấy cổ họng khô không khốc, bèn khàn giọng gọi Ân Vô Chấp. Tiếng bước chân vang lên, màn giường được vén, Khương Ngộ thấy Ân Vô Chấp đã đổi y phục. Không phải quần áo chỉnh tề cùng mái tóc búi gọn, mà là bộ đồ mỏng dành cho nam sủng trước đây y cho người chuẩn bị để hạ nhục hắn. Những bộ đồ đó đều được làm từ lụa mỏng, không có kiểu dáng mà cũng chẳng có hoa văn, mặc vào trông vừa phong lưu lại vừa xốc xếch. Ân Vô Chấp vốn là võ tướng, cơ thể vạm vỡ rắn chắc, trước đây hắn cực kỳ ghét mặc thứ này vì chỉ cần hơi cử động một tí là đã rách toạc ra. Nhưng giờ thì, đâu chỉ mỗi y phục, cả tóc tai cũng thay đổi rồi. Mái tóc dài bao giờ cũng búi cẩn thận trong ngọc quan giờ lại chỉ được vấn tạm sau gáy bằng một cây châm mộc mạc, tóc mái xóa ra trên trán, tóc mái khẽ rủ, nốt ruồi son bên khóe mắt ươn ướt đẹp đẽ, trông chẳng khác nào một con hồ ly tinh vừa chạy từ núi ra. Khương Ngộ nhìn hắn một lúc rồi mới nói, khát, Ân Vô Chấp bón nước cho y, nếu người đã tỉnh thì dùng bữa một chút nhé. Khương Ngộ được đút ăn, súc miệng sạch sẽ, rồi tiếp tục nằm ườn ra trên giường. Đôi mắt Ân Vô Chấp sóng sánh tựa làn nước, hắn hỏi, người muốn ra ngoài tắm nắng không? Mệt, Ân Vô Chấp mỉm cười, vậy cứ ngủ thêm một lúc nữa đi. Sao tự dưng Ân Vô Chấp dễ tính thế? Lúc Khương Ngộ mơ màng sắp ngủ, nệm giường trũng xuống. Tới lần tiếp theo y mở mắt thì hắn đã ngồi cạnh bên. Thiếu tướng mặt ngọc liếc mắt đưa tình, khẽ giọng, ta đã phê tấu chương suốt buổi trưa, mệt lắm, đành mượn giường bệ hạ nghỉ ngơi một lúc vậy. Khương Ngộ lười nằm dịch sang nhường chỗ, Ân Vô Chấp thong thả nằm xuống, quen cửa quen nẻo đè lên người y. Khương Ngộ ngủ rồi lại thức, một ngày trôi qua, y tiếp tục ngủ rồi lại thức, một đêm trôi qua. Y lại ngủ, lại thức, khoảng 10 ngày trôi qua. Khương Ngộ, khi Ân Vô Chấp lên giường nghỉ trưa, y nói, mặt trời. Bây giờ Ân Vô Chấp cưng y như cưng trứng, y thích nằm thì nằm, thích ngồi thì ngồi, ườn ra đó cả ngày cũng không sao. Hắn chỉ ngày ngày đút cơm cho y chứ không ép y ăn những thứ nhai mỏi cả miệng, không khuyên y chăm ra ngoài, thậm chí còn chẳng thèm nhắc đến chuyện dạo chơi ngoài ngự hoa viên. Ngày nào hắn cũng nhìn y ngủ, ngủ cùng y, đương nhiên cái ngủ của Ân Vô Chấp và cái ngủ của y không giống nhau chút nào. Y ngủ trên giường, còn Ân Vô Chấp thì ngủ trên người y. Tang Phê lười đến mấy cũng phải nhận ra có gì sai sai. Chuyện sai nhất là y càng ngày càng mệt. Mỗi lần Ân Vô Chấp ngủ, xong là y phải mất cả nửa ngày mới hồi được máu, vừa hồi máu đã lại bị hút khô. Đúng là hồ ly tinh tái thế. Ánh mặt trời mùa hè gay gắt hơn những ngày đông, Ân Vô Chấp sai người treo rèm cuốn khắp hành lang để chặn bớt ánh nắng, lại cho kẻ hầu đặt thêm một chậu băng bên cạnh rồi hỏi, bệ hạ còn cần thêm gì nữa không? Khương Ngộ nhìn hắn, môi Ân Vô Chấp hồng hồng, đúng rồi, cái tên này suốt ngày dùng son mà y mua cho hắn để bôi khắp người y. Khương Ngộ nhớ lại, mấy hôm trước hắn còn cố tình dùng môi làm chuyện đó. Khương Ngộ, một bàn tay vuốt má y, Ân Vô Chấp ân cần hỏi, bệ hạ có cần thêm băng không? Khương Ngộ nhìn gương mặt đẹp đến nỗi chẳng khác nào một yêu tinh, im lặng nhìn sang phía khác. Y chửi thầm, ngày tháng vội vã, thiếu niên mặc áo choàng trắng ngây ngô đợi y bên con sông đào năm ấy giờ đã lột xác, chuyển sang hình mẫu một thiếu phụ trưởng thành. Bệ hạ, mùi đào ập tới. Ân Vô Chấp thấp giọng hỏi, sao thế? Khương Ngộ hỏi lại, còn đào không? Giờ trong kinh thành đâu đâu cũng bán đào cả. Trẫm muốn ăn, đôi môi hồng mở rồi lại khép. Bệ hạ muốn ăn canh đào hay cháo đào, nóng hay lạnh? Trẫm muốn ăn đào tươi. Cũng được, Ân Vô Chấp. Son, lau đi. Bệ hạ không thích màu này thì hôm nào cùng ta đi mua màu khác nhé. Khương Ngộ, Ân Vô Chấp lấy khăn ra, nhìn y. Kéo ghế ra ngồi xuống rồi cúi người lại gần, bệ hạ. Khương Ngộ, bệ hạ giúp thần được không? Khương Ngộ, đôi môi kia tiến tới gần, Ân Vô Chấp lại hỏi, được không? Làm nũng với Tang Phê cũng vô dụng thôi. Y lạnh lùng nghĩ, khan, Ân Vô Chấp nói, thế thì phiền. Hắn ịn môi mình vào môi Khương Ngộ.
Xung quanh miệng y nhanh chóng mọc ra một vòng tròn nhỏ, hồng hồng, nhìn như rìa mép. Ân Vô Chấp hài lòng buông y ra. Khương Ngộ nhìn hắn cầm khăn lau miệng cho mình, thầm nghĩ, làm thế này thì không phiền à? Hình như cũng đúng, dù sao người phải chịu phiền cũng là Ân Vô Chấp, không phải Khương Ngộ. Tất nhiên mùa này trong cung sẽ chuẩn bị đào tươi, người hầu kẻ hạ nhanh chóng dâng lên vài quả. Ân Vô Chấp chỉnh lại mái tóc dài rồi quay đầu chọn lựa, ánh nhìn của Khương Ngộ bỗng khóa chặt sau gáy hắn. Ân Vô Chấp dùng châm tam sinh cây châm mà Thu Vô Trần đã tặng hắn. Không ít người dùng châm gỗ vấn tóc, nhưng với Ân Vô Chấp thì đó lại là chuyện hiếm gặp. Điều đặc biệt là hình dạng cây châm này rất quen. Y nhớ tới người đá quỳ trước núi Ngộ Đảo. Nhiều người nói người đá đó trông rất sống động, nhưng hắn quỳ trên đỉnh núi ấy lâu đến thế, trải qua bao năm tháng phong sương, bao mùa đông rét lạnh và bao mùa hạ nóng bức, khắp cơ thể đã đầy những dấu tích của thời gian. Gương mặt hắn đầy vết xước, không còn phân biệt được đường nét nữa. Người đá ấy quỳ thẳng lưng, mái tóc đen xõa sau gáy chẳng thể trông rõ từng sợi, nhưng riêng hình dạng cây châm lại rất rõ ràng. Bệ hạ thích ăn mềm hay cứng? Mỗi tay Ân Vô Chấp cầm một quả, hắn hơi ngẫm nghĩ, thôi mềm nhé, cứng thì giòn giòn, nhai thích đấy nhưng lại mỏi răng. Tay áo phất phơ, năm ngón tay thon dài nhẹ buông, quả đào cứng bị bỏ rơi lăn xuống chân bàn. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.